ơn tất cả quý vị trong đạo tràng cùng với Metta thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Và con xin dâng mic lại cho Ngài Trí Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tâm Mai Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Trước tiên cái lễ chư tôn thì Đức Tăng trong những nước này mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, các cô tu nữ. Xin chào Chí Mita, Chí Quán Mộng, Chí Nhật Quỳnh, Chí Không Nhật, Chí Trang Thư, Chí Thi An Lạc. Và đạo hữu Bát Nhã Ba La Mật Đa 168. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong Hạnh Phúc Kinh câu số 4. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu để lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng kính dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến dữ lợi quần sinh. Cúi đầu để lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành đến dữ lợi quần sinh. Cúi đầu để lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh vi đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm mình đánh giữ lợi quần sinh. Tăng Naraha Đi Con Sâm Như Tăng Bồ Đăng Sư Rạ Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Bồ Đăng Y Mê Hít Sạc Ca Rê Hi A Phi Phu Chạy Gia Mị Hồng Như Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Đủ Đầy Đức Ân Thiền Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu Bậc Trượng Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng Xoa Khai Ta Đi Con Nạc Sang Vô Tăng Tham Văn Sê Rạc Sa Nam Ma Mít Tăng Chạy Tham Văn Y Mê Hít Sạc Ca Rê Hi A Phi Phu Chạy Gia Mị Pháp Vi Diệu Cha Lành Đại Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Vô thời gian chứng vô biên sắc na đầy ngộ phát nhiên liễu tưởng đạo vô thường đến rồi thấy rõ hương thường tâm thoát ngõ vọng trần chỉ nhân tự ngộ giả dân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sanh khai ta đi con là sanh vô tăng sanh khai thế là sa nam ma mít tăng chật sanh các nghi mê hít sắc ca rê hi a phi phu Chánh gia mị bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như lai hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niệm thánh chúng vô thượng phước điền thế nhân ratana taya sawanda mị do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Nhã. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Kính lễ đại đức Nguyên Thông vừa đến với pháp hội. Câu hạnh phúc kinh số 4 chúng ta đã học rồi nhưng mà bây giờ ôn lại có nghĩa là chúng ta đã học và thực hành có được thông suốt hay không, trong đời sống của chúng ta có được hạnh phúc hay không, nhất là câu Phật ngôn số 4 này phụng sự mẹ phụng sự cha tiếp độ vợ con những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Đây là những cái hạnh phúc tối thiểu để chúng ta an cư lạc nghiệp, tiên trị gia hậu trị quốc ha. Thì chuyện trước tiên trong gia đình của chúng ta có ổn định không, có hạnh phúc hay không, thì bốn điều này rất là quan trọng.
Bây giờ chúng ta học trước ha, rồi thảo luận sau ha. Mata bitu ubap tha nang putta da rasa sangga ho anakula cakam manta etang manggala muttamang. Mata bitu ubap tha nang putta da rasa sangga Sanggau anakula cakam mantai tang manggala mutamang mata pitu upakthanang putta darasa sanggau hu anakula cakam mantai tang manggala mutamang. Một, nếu hạnh phụng sự mẹ. Hai, nếu hạnh phụng sự cha. Ba, sự tiếp độ vợ con. Bốn, những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Rồi, bây giờ xin mời quý vị ôn lại. Rồi, chúng ta sẽ thảo luận ha. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Chắc chắn rằng quý vị đã thuộc và cái giọng đọc quý vị sẽ hay ha. Mời siết mấy ta. Nam mô Uthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Nguyên Thông. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc câu Hạnh Phúc Kinh, đoạn 4 ạ. Ma ta bi tu bát tha năng bụt ta đà rạch sa sẵn gá hồ. A na cú la cha mạnh ta ê tăng măng gá la mút ta măng. Ma ta bi tu bát tha năng bụt ta đà rạch sa sẵn gá hồ. A na cú la cha cầm mạnh ta ê tăng măng gá la mút ta mang ma ta bi tu ubat tha năng bút ta đà rát sa sang ga hồ anakula cha cầm man ta e tăng mang ga la mút ta mang. Một, nết hạnh phụng sự mẹ. Hai, nết hạnh phụng sự cha. Ba, sự tiếp độ vợ con. Bốn, những ngày chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính ảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và dạ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính ảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và dạ, con xin được ông bài câu số 4 của Hạnh Phúc Kinh ạ. Ma ta bi tu ba tha năng bụt ta đa ra sa sang ga ho anna ku la cha cam man ta e tăng mang ga la mu ta mang. Ma ta bi tu u ba tha năng bụt ta đa ra sa sang ga ho anna ku la cha cam man ta e tăng ga la mu ta mang. Ma ta vi tu u ba tha năng bụt ta ra ra sa sang ga ho ana ku la cha cam man ta e tăng mang ga la mut ta mang. Ma ta vi tu u ba tha năng bụt ta ra ra sa sang ga ho ana ku la cha cam man ta e tăng mang ga la mut ta mang. Một, đất hạnh phụng sự mẹ. Hai, đất phụng sự cha. Ba, sự tiếp độ vợ con. Bốn, những nghề chẳng
lẫn lộn nghiệp dữ, cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con có đọc sai, ngài chỉ dạy cho con ạ. Con kính nhân Bích Thánh Đạo Tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Hai kinh lễ ngài Pháp Thành vừa đến với pháp hội. Sa thủ, Sik Meta, Sik Nhật Quỳnh. Quý vị đã thể hiện rất là tốt. Câu số 4 trong hạnh phúc kinh. Mặc dù chúng ta đã học rồi, nhưng mà bây giờ ôn lại để thấy rằng chúng ta đã hiểu về những điều hạnh phúc này như thế nào. Và đây là những cái điều thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Ai sống trên thế gian này cũng đều có cha, có mẹ. Mẹ cha là những cái bậc sinh thành dưỡng dục và cũng được Đức Phật ví dụ cha mẹ đại tiền, Phật tổ tại thế. Hai đấng sinh thành này là những vị Phật còn sanh tử luân hồi. Mà mẹ cha đã thể hiện gọi là bốn cái pháp gọi là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Một cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta thành nhân duy mỹ trong cuộc sống là do cha mẹ tác tạo. Vậy thì cha mẹ là những bậc hữu ân, những bậc đã thi ân trước cho chúng ta được thừa hưởng một cái sự nghiệp, thừa hưởng một cái những cái hơi thở của chúng ta còn trong nghiệp độc, là chúng ta còn chịu nhiều cái sự coi như là ràng buộc, chịu nhiều cái vấn đề ơn nghĩa đối với mẹ và cha. Cho nên người ta có thể ví mẹ và cha, cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Chứ quý vị thấy rất là cao cả. Bởi vì cha mẹ là những bậc đã thi ân để chúng ta trưởng thành. Khi mà chúng ta còn nhỏ thì cha mẹ cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta coi như là một cái đời sống vật chất đầy đủ, cho chúng ta đi học chữ hay học nghề, nuôi dưỡng chúng ta được khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng, rồi chia gia tài khi hữu sự, vân vân. Thì như vậy chúng ta được thành công trong cuộc sống do công ơn của cha và mẹ. Nhưng mà ở đây tại sao mẹ lại được đặt trước mà cha đứng sau? Đây là một điều mà quý vị có sự suy nghĩ nào hay không? Như vậy là mẹ có ân đức nhiều hơn cha, hay là cha không đủ ân đức để mẹ phải đứng đầu, hay là theo cái câu nói của thế gian, trên đời nhất vợ nhì trời, tức là người nữ là luôn luôn đứng trước, người nam đứng sau. Cái điều đó có đúng hay không? Mà trong Phật giáo cũng là mẹ đứng trước rồi cha đứng sau. Mata Pitu, chữ Mata là mẹ, Pitu là cha. Mẹ đi trước rồi cha theo sau. Cũng có lý hả? Nhật Quỳnh ngày nay khi mà đề cao người phụ nữ là thấy có lý quá chứ. Còn nếu mà đề cao người đàn ông thì nó vũ phu, ăn nhậu biết làm được cái gì hả? Trong nhà nội trợ thì chỉ một tay người đàn bà thôi, gia đình êm ấm cũng do một cái bàn tay người nữ, còn mấy ông thì chỉ
nên là cái gì là ngài giao tiếp rồi quan hệ cái xã giao rồi đâu có lo lắng gì chuyện nhà ha. Cho nên thấy mấy ông thấy bất tài quá ha, còn mấy bà thấy có lý, nên là trong gia đình êm ấm là do một bàn tay người phụ nữ. Thì như vậy an cư lạc nghiệp, câu hạnh phúc số 4 này, cha mẹ là những người đứng đầu, là những cái trụ cột của gia đình. Khi mà cha mẹ còn thì người ta thường ví rằng còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất thì gót con đen xì. Tức là người cha cũng là một trụ cột, người mẹ một trụ cột. Khi mà cha mẹ qua đời thì những người con giàu là ông vua đi nữa cũng là những kẻ mồ côi, hết nơi nương dựa, hết nơi nương dựa và cảm thấy hụt hẫng cho cuộc sống. Rồi cha mẹ của chúng ta đã tác tạo, đã xây dựng một cơ đồ, một sự nghiệp để là tài sản cho con, cho cháu. Thì trách nhiệm làm con, làm cháu, chúng ta phải tri ân, chúng ta phải báo đáp. Tức là khi mà cha mẹ còn sống thì chúng ta phải phụng dưỡng cơm áo gạo tiền, chúng ta phải làm những việc nặng nhọc để thay thế cho cha mẹ đã già, rồi gìn giữ cái truyền thống của gia tộc, rồi tài sản mà cha mẹ đã tác tạo thì chúng ta phải phát huy cho nó tăng trưởng thêm. Rồi rủi cha mẹ có qua đời thì chúng ta cũng phải làm phước hồi hướng. Cho nên trong bài kinh Dân Kinh Cha Răng Ma Năng Cách Tòa, khi người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào thì trước tiên phải tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua vãng, để rồi mình dâng cái quả phước mình đã tạo đến hai đấng song thân. Chứ không phải là cha mẹ của chúng ta đã mất rồi thì phủi tay, hoặc là khi mà cha mẹ vừa nhắm mắt tắt hơi thì có vẻ như là có hiếu lắm, mẹ tôi nay đã quy tiền rồi sao nữa. Mẹ mất thì coi như cũng than khóc mà này, nhưng mỗi cái câu sau xác còn nằm đó mà tiền để đâu. Lúc đầu thì than thở khóc lóc, mẹ mất trở thành một đứa mồ côi, nhưng mà câu sau có nói lên cái vấn đề chữ hiếu hay không, hay nói lên cái vấn đề xác còn nằm đó mà tiền để đâu. Một cái câu nghe hơi phũ phàng ha, nhưng mà cuộc sống nếu mà chúng ta vâng lời cha mẹ thì chắc chắn là không thốt ra câu sau. Rồi cha mẹ là những đấng sanh thành dưỡng dục, chúng ta phải có trách nhiệm. Nhưng mà rồi khi chúng ta đã khôn lớn, yên về gia thất, thì cái vấn đề thứ ba đó là sự tiếp độ vợ con theo truyền thống của cha và mẹ. Thì bây giờ chúng ta trưởng thành, có một cái túp lều tranh, có một cái máy ấm gia đình, vấn đề vợ và con chúng ta phải tiếp độ như thế nào cho đúng pháp. Đúng pháp ở đây có nghĩa là tạo nên những nghề nghiệp, công ăn việc làm là chánh mạng. Tức là chọn nghề nghiệp mà không phải là ác bất thiện pháp, để cho con, để cho vợ có được một cái nơi ổn định về tâm linh. Tức là trong cuộc sống chúng ta thực hành làm những cái việc gì mà cảm thấy lương tâm không cắn rứt, thì đó là những cái điều hạnh phúc cơ bản trong một mái ấm gia đình. Thì ở đây phụng sự mẹ, phụng sự cha, tiếp độ vợ con và những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ.
một cái điều tiên quyết để chúng ta được an cư lạc nghiệp, hay có thể nói là tiên trị gia hậu trị quốc. Thì tiên trị gia ở đây tức là chúng ta phải có hiếu với mẹ và cha, chúng ta phải làm tròn bổn phận đối với vợ và con, và cái điều quan trọng là nghề nghiệp của chúng ta phải chánh mạng, chân chánh. Alo, quý vị còn nghe không? Hay là chỉ có một mình sinh nhật Quỳnh nó cũng có lý là chấm dứt? Có lý thì thôi, hết nói nè ha. Rồi, hồi nãy giờ thì Sĩ Kim cũng chưa có đọc bài nè ha. Rồi, thôi, chưa đọc bài cũng được đi. Nhưng mà chưa đọc bài thì phải nói lên cái vấn đề tiên trị gia, tức là đối với cha mẹ thế nào, rồi đối với chồng con sao, rồi nghề nghiệp bây giờ có bất lương hay là chân chánh. Rồi mời Sĩ Kim. Trời ơi, mời mà con chịu lên nữa thì dễ quá ha. Chán thiệt. Quý vị nghĩ sao? Mời mà con chịu lên nữa. Rồi, như vậy là thấy, như vậy là bốn điều hạnh phúc này chẳng có để mà phân bua cùng với đạo tràng ha. Rồi, thôi mời đạo hữu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ủa, Sĩ Nhật Quỳnh đến đây rồi, xin lỗi nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con đỡ bích cho ngài thôi. Đây con thấy ngài mời Sức Kim, chắc có lẽ Sức Kim bận tay rồi nên không có cầm mic nên con đỡ mic. Dạ, theo như lời của ngài Trí Đức và dạ, Nhật Quỳnh kính mời Bát Nhã Ba La Mật Đa. Dạ, mời bàn tay của Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể cầm mic được không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À, Nhật Quỳnh xin nhận mic ạ. Dạ, Bát Nhã Ba La Mật Đa có chức máy không, có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhận mic ạ. Chưa cầm mic bao giờ. À, mến chào Sích Hoa Nguyệt. Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể cho đạo tràng biết là Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng máy gì không? Dùng laptop, dùng điện thoại hay dùng iPad không? Và có muốn cầm mic không? Dạ, có muốn cầm mic không? Nếu không dùng máy nào thì có thể cho đạo tràng biết. Ở trong đạo tràng này, quý vị cũng dùng điện thoại, có gì thì dùng laptop, có gì thì dùng iPad. Xin lần sau. Dạ được, không sao hết. Dạ, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép cầm mic phải không? Tại vì ép cầm mic đó rồi là quý vị chạy trốn hết trơn à. Hôm trước Ngọc Quỳnh có mời một vị lên đây chạy bài, trong vị đó vì em ở bên cái nick kia nói là chị mà mời nữa là trốn luôn, nên bây giờ Ngọc Quỳnh chẳng có dám mời ai cầm mic hết, tùy hỷ. Dạ, không có nỡ ép nữa. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bạch sư, dạ, con nói có lý là dạ con xin thay mặt đạo tràng thỉnh sư dùng cà phê, dùng nước trà ở trường Ngọc Đạt ạ. Để con cầm mic đỡ mic cho ngài một chút xíu thôi. Dạ, con có lý do là con nghe ngài nói là nhất nhẹ, nhất vợ nhì trời đó bạch ngài. Dạ, thì con nói có lý là có lý do đó đó. Dạ, hồi trước á, hồi xưa đó, thì con thấy là ví dụ những người già cả đó mà có dâu á, thì dâu sẽ đỡ đần, và con trai thì nó cũng nghe lời mình, rồi con dâu thì nó cũng nghe lời mình, cháu nội nó cũng nghe lời mình. Nhưng mà thời buổi bây giờ á, thì nó khác hẳn rồi bạch ngài. Dạ, khác hẳn rồi. Con nhìn thấy những cái cảnh á, mà con dâu mà nó sai khiến chồng nó để mà về dành của cha mẹ đó là nhiều lắm. Dạ, nhiều lắm. Nên là con nó có lý là có lý vậy đó bạch ngài. Dạ, có lý là nhất gì trời. Dạ, nếu mà có thời gian con xin kể chút xíu một cái câu chuyện mà cách đây mấy chục năm rồi đó. Dạ, lúc đó con còn trẻ mà con thấy cái cảnh đó đó. À, con thấy cái cảnh đó, đó mà con thủ thân con sau này đó bạch ngài.
Con làm ăn ở trên vĩnh cửu, nhà con nói cho ngài biết rồi, ở cái xứ vĩnh cửu thì lúc đó có hai ông bà, mà ông người cũng được bảy mấy tám chục tuổi rồi, bà cũng bảy mấy rồi, mà bà con mua bán với bà đó, mua bán mặt đường với bà rất là thương con, nên là bà hai dành và có những cái lô đường mà tốt đó, thì bà hay nói ngày mai ngày kia gì đó bác có bác có cái lô mật đó đó, con lên con lấy này kia, tại vì bà thấy con cũng hiền lành mà bà thì cũng hiền lành, nên là bà rất là thương. Mà con dâu thì đó, cô nó cũng bán cái nghề bán mật, nên nó chửi bà. Nó nói bà mê cái con đó cái gì vậy hả? Con xin tạm không có nói tên. Dạ, bà mê cái con đó gì đó hả? Mà tại sao mà tôi bán, tôi mua mà tôi bán thì tôi cũng nuôi cháu nổi bà chứ, lý do gì mà bà không bán cho tôi? Cái thứ nhất, cái con đó có biết đâu, cái con lên cái bà nói trời, nó chửi tôi quá chừng cô ơi, nó nói tôi vậy đó. Mà trời ơi cô biết không, ngoài đưa cho nó không có trả tiền cho tôi nên là tôi không có dám đưa cho nó. cái xong cái tới ngày ông bệnh nặng lắm, ông bệnh nặng lắm thì ông làm một tờ di chúc, ông làm một tờ di chúc là có em ông là chú Út là chứng nhận vô là tài sản thì chia cho ai. Mà bà ông rất là lo cho con cái, mỗi người con mà có vợ là cho một miếng đất thổ, rồi một miếng đất ruộng, rồi cất chân cái nhà, coi như tới mấy thằng con trai thì đều làm như vậy hết. Có thằng con trai Út thì nó ở với ông bà thì là nó làm ăn, rồi nó sanh sôi nảy nở ở tại đó, thì coi như cái nhà đó nếu ông ấy ông chết đi thì sẽ để lại cho thằng Út, rồi bà cũng ở với thằng Út đến khi nào bà 100 tuổi già thì thôi. Và ký giấy tờ đàng hoàng vậy mà ông nằm ông chưa có chôn. Tại vì con rất quý ông bà nên con đám tang của ông là con lên mỗi ngày luôn á. Cái con thấy cái cảnh đó mà con sợ sợ quá là sợ luôn. Cái là cái đám tang còn trong nhà, cái hàng chưa có ra khỏi nhà mà người dâu thứ năm là nhảy tưng tưng lên là phải giờ là phải bán một viên ngói cũng phải bán để chia. Rồi là sau đó tới đám tang xong rồi là nó kiện bà đi hầu tòa suốt luôn vậy đó. Đi hầu tòa suốt luôn, nhà bà có vườn bưởi nó cho người chặt hết vườn bưởi của bà luôn, bà rất là hiền. Rồi xong rồi là nó kiện bà đi hầu ở ấp xã đã, rồi ra tới tòa thành phố Biên Hòa. Bà gặp con bà khóc quá chừng mà nói trời ơi tôi khổ quá cô ơi, tôi từ nhỏ tới giờ đó tôi đi bán từng giặt cướm gánh từ đây nè mà xuống cái chợ Biên Hòa, rồi thằng thứ tư thì gánh chừng gánh cò để bán cho người Pháp, cái người ở dưới đó người ta nuôi ngựa, rồi tạo từng đất vậy đó, rồi chia cho con từng đứa vậy. Mà giờ này nó cứ bắt tôi đi hầu tò hoài, cô ơi tôi khổ quá. Con thấy cái cảnh đó mà nãy con nghe sư nói là giết vợ nhì trời, nên con thấy có lý. Nhiều lắm, nhưng mà con chỉ kể một cái cảnh mà con rất là ấn tượng nhất luôn. Con rất là ấn tượng nhất, nên là tới sau này mà con có dâu, lúc đó thì con còn trẻ, nhưng mà tới sau con có dâu con đâu có dám nói động tới dâu đâu. Không có dám nói vợ, nó thương vợ ở đâu thì con cưới đó, con cũng chẳng có hề rầy rà gì hết, rồi cũng không có dám nói động tới dâu đâu. Nói rồi sợ đây là mình mất con luôn sao, nên thôi. Vậy là nếu mình có phước thì mình được gặp dâu, biết nghĩ tới cha mẹ chồng, còn nếu mình phước thì mình ráng mình chịu. Nam mô Bụt Thầy, và kính chào Huynh Minh Tâm về vào đạo tràng. Bây giờ thì con kính dân mít đến đạo tràng, và con có sai điều gì thì con kính ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thầy. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, các quý vị Phật tử. Trời ơi trời,
Sao quý vị buồn bã thắc mắc làm chi vậy? Người ta nói là thế gian mà, nó thế gian, nó gian, nó gian ngoài xảo chứ. Chứ đâu có thể là thế ngay đâu. Thế ngay thì nó đâu có đổi thay dữ vậy. Thì mà quý vị coi bây giờ đời cũng thay đổi rồi, người ngu ba trợn thì lên cầm đầu làm những chính sách rất là ngu xuẩn. Quý vị thấy nó đạt đủ thứ trơn, nó không giống ai trơn á. Bây giờ qua Mỹ á, quý vị thấy những câu mà ngày xưa người ta nói nè, an cư lạc nghiệp nè, an cư là có chỗ ở đàng hoàng thì mới có công ăn việc làm, đúng không? Nhưng người thấy qua Mỹ á, thì nó lộn lại. lạc nghiệp mới an cư, không có job, không có tiền thì đâu có xe, đâu có nhà, đâu có cửa, đâu có gì, đâu không có vợ con. Dạ. Rồi bây giờ con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó, chứ đó cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nó khác lắm. Tại vì nói trách người đàn bà đấy thì cũng đúng, tại vì người đàn bà ở Việt Nam á, thì mấy xứ Á Châu hơn ngày xưa lắm rồi, hồi đó không có nhu cầu nhiều quá. Quỳnh Minh Tâm làm gì mà cười dữ vậy? đụng tới đâu là bị phù mỏ tới đó. Là như vậy. Tại vì á, thì quý vị nghĩ là đây, người đàn bà qua bên Mỹ rất là cực đó, chứ không có giống như lúc trước. Tôi nhỏ tôi ở Việt Nam á, thì tôi thấy á, đàn ông đi làm hồi đó thì không có nhiều nhu cầu đâu. Thành ra chỉ là đi làm về là một người chồng á, mà đi lính thôi, đi lính binh nhì thôi cũng có thể nuôi vợ con được đó. Người vợ chỉ cần bán đại khái chút đỉnh ở quà cáp ở nhà thôi là đủ sống rồi. Lý do tại sao? Tại vì ở Việt Nam á, nếu những người mà không có nhà thì người ta mướn nhà, mà mướn nhà lúc đó thì cũng rẻ. Còn thôi thì nhà, ở chung nhà với cha mẹ. Hồi đó tôi thấy một căn nhà đó, mà ba má tôi có hai căn á, rồi cho mướn mười mấy căn đó, nhưng hai căn nhà của ba má tôi thì cũng rộng lắm. Thì ở chị em ở trong nhà sáu chị em, sáu chị em là hai người con trai, bốn người con gái, tôi út, thì ở trong nhà cũng vui vẻ. Mà khi mấy bà chị tôi mà khi mà bà đó sanh đó, lúc nào bà cũng chạy về, bà chạy về, bà má tôi lo đẻ cho bà, không biết tại sao cứ bà có người làm rồi bà cũng phải về ha. Bà về cái bà dẫn theo mấy tỷ tắc của bà cho bà có chồng giàu á, một người á là có một giữ đứa con mà dẫn đi thì dẫn một bầy đợi luôn vậy. Tại bà đẻ năm một á, ông anh tôi nói trời cho tao không thấy cái bụng mày ở không, mà năm nào cái bụng mày cũng hình lên hết trơn á. Tại bà đẻ năm một á thì má tôi phải lo cho mấy đứa người ăn nó luôn, thì nhà cũng chặt mà ở cũng đông lắm, mà không sao. Nhưng mà đâu thấy, tôi thấy vòng vòng đó người ta không có đi làm, thì thấy mấy bà ở nhà, mấy bà quấn bài tứ sắc, bánh bày xẹp á, bánh bày tứ sắc, bánh bày xẹp, cái bài mà tứ sắc của gì có biết không, tôi quên rồi, không biết. Thì ngồi xẹp xẹp vậy đó, cổng thôi kêu lô tô, mà có bà ngồi á, mà cái con bú cái bà ngồi chứ đứt chến á, là chưa có hết cái gì, không biết đứt chến là cái gì, là một người sạch tiền hay sao tôi cũng hiểu nữa. Ngồi chai đít có khi mà quánh một chén bài có khi hai ngày chưa xong, nó ủa sao kỳ vậy, nên tại vì không ai đứt chén. Trời ơi, ngồi cái con khóc, cái bà đâu có cần phải mua sữa bò sữa đâu, để bà cho, thì ở nhà thì đâu có cho con bú mà đâu có tốn tiền sữa đâu. Đứa con nằm cái hình bà bú, bà ngồi bà chia ra, bà đánh. Tôi thấy cũng thằng cầu quỷ khóc luôn. Tôi nói tôi thề là tôi không có lấy chồng, tôi lấy chồng tôi đẻ con làm gì, cuộc đời sao mà chán ngắt quá vậy, không có lấy đâu. Nhìn mấy ông đàn ông thì có khi ông về thì ông tốt thì ấy, còn có những gia đình mà ông chồng đi làm về là uống rượu trời ơi, sai lên chửi lùm la ôm sùm náo nhiệt. Cái xóm mà mướn nhà của má tôi xuống coi quýnh lộn coi làm gì, rồi kêu bà vợ cạo gió, mà không có gió thì ông cũng chửi. Ông nói bữa nay tao không đem tiền về mày cạo không có gió. Tôi không hiểu cái gì, nhưng mà tôi thấy mấy bà kia, mấy bà cười nói chứ mình cha được khùng rồi, có tiền là có gió, không có tiền không có gió. Tại ngày xưa đó tôi còn nhỏ, tôi không hiểu những câu người ta nói, chứ lại những tình cảm người ta phức tạp, yêu qua yêu lại đá mắt vậy, tôi không hiểu cái đó. Nhưng mà đại khái là tôi thấy cái cảnh mà ngày xưa đó là ở bên Việt Nam là như vậy, và tôi không có đi đâu hết, tại nhỏ mà sau đi qua Mỹ thì tôi thấy rất là cực. Tại đàn bà ngoài việc làm 8 tiếng trong sở về, quý vị cũng phải lo cho con, rồi cái người chồng hay người vợ phải đi lại pick up con ở chỗ mà giữ trẻ đó, thì đi về thì người vợ thì người chồng thì coi chừng con, có nhiều ông chồng không có coi chừng con thì bà vợ phải lo giống vậy. Thì ông mở tivi, ông coi tivi, ông coi báo, rồi đứa nhỏ thì nó lớn nó chơi.
đây rồi đứng về. Rồi bà vợ phải nấu cơm, lau nhà dẹp thì rất là cực đó. Thành ra người vợ bên, người đàn bà bên Mỹ là lady first, first là làm việc như trâu bò chứ không có tốt đâu. Ở Việt Nam là đàn bà sướng hơn mình đây, những ngồi chơi không à, đi vòng vòng nấu cơm đi chợ thôi. Tại vì ngày xưa đó không có nhu cầu nhiều á, đâu có phải bên đây á, là mỗi người một chiếc xe rồi nhà ở bự, rồi nhiều khi hai chị em tôi á, thì có khách qua thì ở chung một phòng cũng được. Dồn mấy phòng kia cho khách lại ở đó, thì bà chị tôi về mà đỡ đẻ đi chiếm một phòng nữa thì cũng thấy cũng ok, không có gì hết. Đi học về thì cũng có cơm nước ăn giống vậy thì thấy không có chặt. Nhưng mà khi mà qua Mỹ rồi thì cuộc sống đó, nó mệt mỏi nó nhiều quá thì tôi lại không muốn ồn ào, tôi không thích ở đông. Tôi ở mình tôi một nhà vậy cũng sao nữa, không có sợ ma. Tôi nhỏ lớn ngoài lúc mà còn nhỏ quá thì coi phim Dracula đấy sợ nó hút máu, nhưng mà lớn là không có sợ nữa, không có sợ ma, ở mình không có sợ gì hết trơn. Thì tôi thấy cái cuộc sống nó thay đổi nhiều. Thành ra lúc mà tôi hồi nhỏ tôi học về cái gì mà triết lý, bài luận văn hay triết lý, có một người nói thì ông người Pháp vậy tôi quên cái tên rồi, ông nói mà cái luật, cái luân lý, cái luật lệ ở bên núi này đi qua cái núi kia thì nó khác nhau, có nghĩa là cái luật lệ bên đây thì đúng, ở cái nước này đúng, nhưng qua một cái nước kia là sai. Ở lúc đó thì tôi chưa có hiểu nhiều lắm, tôi chỉ hiểu là tại cái luật bên Mỹ khác, cái luật bên Việt Nam khác, cái luật bên Lào khác chẳng hạn như vậy. Nhưng mà qua đây thì tôi thấy cái câu ông cũng nói đúng, khi với lại không có đúng nhất, nhầm đúng nhất là những cái câu của Đức Phật á, thì cái gì mà đúng của Đức Phật nói ra thì đúng, còn những cái thế gian cuộc đời ấy, thì nó đều thay đổi hết, nó thay đổi liền 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 thay đổi lúc. Thì quý vị coi đó, ngày xưa đó thì chế độ phong kiến là vua chúa, vua chết thì thần cũng chết, nguyên cái đám thần tử đó phải chết theo, phải bảo vệ đó. Nhưng mà lúc mà có chế độ tự do, có bầu cử rồi thì khác. Rồi sau đó thì giữa hai chế độ mà capitalism á, là tự do về căn bản ấy, là tự do tư bản ấy, mà nói căn bản ấy, trời đất ơi, xin lỗi nha, tôi nhiều khi tôi không có từ nhiều ra tôi không có nói ra được giỏi lắm. Thì có một chế độ những cái nước mà từ phong kiến như là nước Trung Quốc hay mấy nước mà có dân chủ á, à không, có quân chủ á, có vua đó thì nó nhất là bây giờ cho tiêu biểu như nước Trung Quốc đi, nó chở nó đi qua bên cộng sản, nó qua bên là dân, nó không phải là quân chủ trước cái đó đó, thì nó là một cái giải phóng thôi. Tại cái nước cái chế độ mà của cộng sản, nước communism đó, thì nó bắt đầu từ nước Liên Xô. Nhưng Liên Xô nó có từ bắt đầu đó năm 1917, 17 ha, 17 ha, 17, 17 hay 19 thì tôi quên rồi. Thì lúc đó nó lật đổ cái chế độ mà thiên hoàng là vua chúa ở bên Nga. Thì tới năm 1949 thì chế độ của bên triều nhà Thanh đó, thì nó sập đổ, nó qua nó đổi thành từ mà chế độ lật đổ qua là nó gọi là cái gì đó là quân chủ, nó lật đổ qua cái thành là communist, thì bây giờ nó là cộng sản. Rồi sau đó nó đi du nhập, nó làm thêm là vấn đề mà capitalism, tức là về tự do, về tư bản vô trong đó. Nhưng mà nó làm nữa nạt nữa mà hết, nhưng mà phần lớn nó vẫn nắm là cái quyền trung tâm của một số người thôi. Nó không có gì thay đổi hết, thì cái xã hội nó cũng thay đổi nhiều. Nhưng đối với giữa hai, bây giờ chỉ có hai cái chủ nghĩa về cộng sản và chủ nghĩa về tư bản, thì chưa chắc cái chế độ tư bản nó tốt. Mặc dù nó cho con người nhiều tự do, nhưng vấn đề nó làm cho con người ham muốn nhiều, thay đổi nhiều, và muốn cho con người có nhiều tiền để mà mua sắm, thì nó sản xuất ra rất nhiều, và nó những cái đồ mà nó xài như xe hơi nó không ít khi nào nó sửa lắm quý vị. Tivi cũng vậy, quý vị thấy không, hư là dục bỏ đi mua cái khác, mà làm một cái tivi hay một vấn đề một cái xe gì đó, nó tốn rất nhiều vật liệu sắt đồ trong đó, nó bỏ ra mặc dù nó recycle lại sắt nhưng mà vẫn tốn rất nhiều. Và vấn đề mà chạy xe đó, nước Mỹ chạy xe dùng năng lượng rất nhiều, nó dùng năng lượng của thế giới khoảng 25% năng lượng của thế giới đó. Thì tôi đọc trong một cái báo mà về Science á, thì nói khoảng nếu cả thế đều dùng cái vật chất nhiều giống như vậy thì khoảng 200 năm thôi thì tất cả những mỏ dầu
ở bên Trung Đông nó sẽ cạn hết đó. Thì tôi nghĩ không nhiều lắm là 1.000 năm, thì các mỏ cho ở Mỹ nó cũng có nhiều quặng mỏ thì nó cũng xài xài rất là phí, giấy má gì xài dục rất là phí, rồi con người xài rất là phí phạm, tại một 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 cái mỏ dầu đó, nó tốn hàng tỷ năm mới làm được một cái mỏ dầu, mà nó bơm lên nó xài rất 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 là nhanh. Mặc dù cái dầu hỏa đó, cái khoa học nó tiến bộ, nó có thể dùng dầu hỏa, nó chế ra xăng dầu, cái hơi làm hơi đốt mà có thể chế ra thức ăn nữa. Cái chất mà còn cuối cùng mà bỏ lại thì nó làm là cái nhựa đường mà chảy đường đó quý vị, rất là tốt, nhưng mà chúng ta hủy hoại rất nhiều. Bây giờ làm sản xuất thì phải phun cái khói CO2 lên đó, là carbonic đó, lên cái bầu khí quyển, thì nó làm lũng cái bầu khí quyển đi, con người bệnh tật nhiều hơn, mặc dù sống lâu hơn nhưng phải dùng thuốc nhiều hơn và bệnh tật nhiều loại bệnh nhiều hơn chẳng hạn, như vậy là nó thay đổi nhiều lắm. Không không tôi cũng không có hoan hỷ, không có vui với cái chế độ mà tự do dân chủ như bây giờ, tại sau khi mà nếu mà cái chế độ mà cộng sản nó sập hết đi thì dĩ nhiên phải có một cái chế độ khác để quân bình lại cái chế độ mà tiêu xài hoang phí giống như vậy. Tôi không thích, tại vì chế độ của Mỹ nó theo của tư bản thì nó không có thiểu chi túc được. Tôi không biết quý vị có nghĩ giống vậy không, đó là theo cái ý của tôi thôi. Tôi thấy phải tiết kiệm hơn, mặc dầu nó kêu là recycle, không có dùng không có dùng không có dùng bao 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 ni lông nhiều, tiết kiệm này kiện kêu, rồi dùng solar nhiều, nhưng quý vị thấy dùng solar nhiều chưa chắc là tiết kiệm nó không, chưa chắc là không hủy hoại trái đất nữa, tại vì cái chất mà để giữ cái điện, cái solar điện, cái mấy cái bình ắc quy đó, cái đó cũng khó tiêu hủy lắm, nó bỏ như bắt nó hủy hoại mặt đất cũng nhiều lắm, tại nó có nhiều led á, nó mặc dù nó không phun cái khói CO2, nó chẳng lại nó dùng điện hết, nhưng mà nó cái chất mà chứa tạo là chứa cái để giữ cái bình điện nó cũng làm hại môi trường lắm, không có recycle được nhiều đâu. Đại khái vậy, nói nhiều quá chuyện biết, bây giờ nói lại hạnh phúc cũng sự cha và mẹ đi. Còn vấn đề mà người đàn bà mà bây giờ nói là mình trách người ta là bà dâu hay con dâu, thì tôi nghe bà chị nói trời ơi trời, đừng có kêu nó là con dâu đó, nó là má dâu luôn, nó là bà dâu của tao luôn đó, nói dữ quá. Nhưng tôi thì tôi không, không tôi có 2 đứa con trai, có 1 đứa thì có vợ, nó muốn lấy ai thì nó lấy, muốn làm gì làm, nó không ở chung được với tôi đâu, nó ở riêng đi, nó mua nhà tôi giúp tiền nó mua nhà, nó ở riêng đi. Đừng có ở chung với tôi không thích ở chung đâu. Thành ra tôi không để ý lắm, nhưng mà tôi thấy một số người á, thì trong đó có tôi, nhưng mà tôi bảo lãnh ba má, hai ba má chồng qua bên ở chung nhà, tôi thấy rất là phức tạp, tại cái điều nghĩ rồi phong kiến ở bên Việt Nam qua đó, thì qua bên Mỹ này họ không tiếp xúc, không ố bên cái mai, họ nhìn người con dâu với một ánh mắt là phải dâng nước pha trà, mấy chuyện rùi bu là nước nóng quá, nước nóng quá thì bỏ nước đá vô thổi đi uống chi cho phỏng miệng. Tôi ghét ba cái chuyện nhỏ nhặt giống vậy, nhưng mà tôi thấy bạn bè tôi khi mà bảo lãnh người thân của mình qua đó thì nhiều gia đình bị tan nát đó, vì cái người ở bên Việt Nam không có hiểu cái mức sống, cái sự mà bị là pressure, là cái áp lực, những cái gì mà cái người đàn bà bên đây phải làm đó, họ rất nhiều áp lực, đi làm được nhiều khi bị đuổi việc nữa, mà phải trả tiền nhà tiền xe thì insurance nữa, mà nếu có chuyện gì mất thì họ có những, họ cũng là người, họ đâu có phải là superwoman đâu, họ phải nghỉ ngơi, phải ăn uống, thành ra tôi cũng thông cảm lắm. Những người thân của tôi bảo lãnh qua mà cà giật nói xấu này kia là tôi bổ vô liền, nói con ngon thì dọn ra ở riêng đi, còn không thích thì tôi mua vé máy bay cho về Việt Nam ở bển đi, qua đây mỏi nhọn nhiều quá mệt quá. Thì mấy bạn bè tôi cũng gặp, tôi cũng than thở về gia đình của họ, bảo nếu không bảo lãnh thì thấy lo cho cha mẹ bên đó, nhưng mà bảo lãnh qua đây khó, mà quý vị biết không, mà để ở bển á, cái bà con bển trời ơi móc ruột móc gan bên đây muốn chết luôn nữa, nó đủ thứ chuyện hết quý vị à. Thành ra tôi học được cái Phật pháp của Phật, tới đâu thì làm tới đó, phức tạp thì giải quyết cái phức tạp, giải quyết theo đơn giản, mà cà chua cà
chớn cà cháo thì giải quyết thôi, cà chua cà chớn cà cháo, tới đâu thì đánh tới đó, còn thôi im lặng, ai làm gì làm, đứng là thủ bình thôi. Chứ con người đó là cái lòng tham vô đáy, họ có nhiều cái tư kiến, cái thà kiến của họ, cái tự ngã của họ rất là khó, khó nhìn cái họ, họ câu mâu cốc mốc, trời ơi thấy dễ sợ, nhìn mặt sân si ớn chết luôn vậy đó. Thì quý vị nghĩ đây, quý vị nghĩ coi trong gia đình của quý vị, ngay cả người chồng của quý vị nữa, nếu người đàn bà mà người vợ mà giỏi quá, họ cũng ganh tị đó quý vị, họ ganh tị trong họ, họ không giúp mà họ còn phá nữa. Có những ông chồng giống như vậy đó, tôi hả dễ lắm. Làm không được đi ra ngồi đấy để đụng cái tôi ha, tôi mệt, nói cho biết thì thôi, đường anh đi, đường tôi ở đây, không có chuyện gì gần Mỹ hết. Dạ, có những người mà mình ở, mình cứ rằng mình ăn ngủ đi việc rồi kiếm tiền nuôi con bình thường vậy, cái là giúp lại đi tốt, nhưng không phải con người ta lúc nào cũng hiểu biết, có một sự hiểu biết thông cảm như vậy đâu quý vị. Thì tôi thấy tại sao họ như vậy, có những gia đình thì họ cũng rất hòa đồng rất tốt, nhưng sau khi học Phật pháp thì tôi biết đó là cái nghiệp thôi. Nếu cái nghiệp nó tới, mình đừng có chống đối lại, thì càng chống đối cái sân hận nó càng lên cao thì thấy khó chịu, cứ để cái nước chờ nó trôi trôi giống vậy, tỉnh bơ vậy thôi, tới đâu giải quyết tới đó. Nếu không thì người ta nói làm con gái gì đó 12 bến nước, bến trong thì nhờ, bến đục thì chịu. Còn bà chị tôi hả, bà nói chứ nước đục quá đổ dục mẹ nó hơn nước khác. Lọc hoài mà xài không được, đổ mẹ nó luôn đi, mệt mỏi quá. Đó là mấy bà chị của tôi nghe bà tôi mắc cười dễ sợ, ngồi mà than khóc hoài mệt lắm. Nó là chồng, cái phần nó ông bị là trời là cha sao, trời ơi lượt hoài, lọc tới lọc lui mà xài không được, đổ mẹ nó luôn cho rồi đi. Đó là những cái ý kiến mà tôi trong những thời đó. Nhưng đối với tôi thì cái chuyện mà mình có được hạnh phúc hay không hạnh phúc là do một cái nghiệp, và mình khi mà có nhiều cái nghiệp bận quá, mình đâu có nhớ mình đã làm gì trong quá khứ, thì mình dùng cái tâm của mình để bình tâm lại, nhìn vào cái đó rồi nhẫn nại thì nó nại qua hết, thì nó được thôi. Đó là ý kiến của tôi. Còn bây giờ trong này cái hạnh phúc mà tế độ mẹ và cha, rồi nết hạnh tiếp độ con cái vợ con. Ở trong đây vợ con không thấy tiếp đại chồng con, có những cái đó là không phải thiếu sót, mà cái người dịch mà người ta không nói tới về người chồng cũng như là người vợ giống nhau thôi. Quý vị thấy không, lúc mà Việt Cộng nó tiếp thu miền Nam của Việt Nam đó, thì người đàn bà rất cực khổ, phải đi làm cực khổ nuôi chồng, quý vị thấy không? Đó cũng là tiếp độ chồng con đó, thấy không? Mà một mình là đi làm việc buôn ta bán tảo tầng, lẳng lộn, rồi bon chen dưới cái lực lệ mà ba trợn của mấy thằng Việt Cộng đó, cấm này cấm kia, vừa nuôi chồng học tập tạo mà vừa lo cho con cái nữa. Thấy lo cho con không xong, phải lo đến tiền để vượt biên nữa, rồi bị gạt nữa, đủ thứ đó. Thì cái đó rất là khó, thì chúng ta phải có sự nhẫn nại trong đó và có một cái sự hiểu biết, để khi mà giống như mình lái một chiếc thuyền, thuyền sóng to thì mình tấp vô mình nghỉ, sóng vừa sóng em thì mình đi, còn nước ngược dòng thì mình ráng mình chống nó đi chậm, nhưng mà có chống thì vẫn đi, còn hơn không đi. Còn nước xuôi thì thuận từ thuận buồn xuôi gió chẳng hạn. Ý tôi nói là cũng tùy theo cái khả năng của mình, cũng tùy theo cái sự mà lèo lái của mình, mình coi mình làm cái sức của mình làm tới đâu thì được tới đó, vẫn tốt hơn là không làm gì. Đó là sự tiếp độ của cha mẹ già thì lo cha mẹ cho đủ, nhưng mà nhiều khi cha mẹ có những cái nghịch cảnh nó bắt tương duyên với mình. Quý vị có nghe chữ chướng không? Trời, ông già rồi ông chướng. Hồi đó tôi không hiểu chữ chướng là gì. Thật ra bây giờ tôi cũng không hiểu cho lắm. Nhưng có nghĩa là, bây giờ tôi hiểu đó, có nghĩa là người già đó, người ta sanh tặc. Người ta sanh tặc, có những người già đó thấy con cái mà chịu họ quá, cái họ sanh tặc. Họ muốn này muốn kia, mà nếu mà con cái không làm á, thì họ trách cứ này kia. Thì tôi nghĩ cái chữ chướng là như vậy. Không biết quý vị có hiểu như thế nào. Thì mình làm đủ cái bổn phận đó. Nếu mà không có
không không có thể làm được thì mình cũng đừng có quá buồn, tại cái sức người có hạn thôi. Với lại có những cái mà bất tương duyên, nó lợi nó nghịch duyên, nó cứ chống trả không bao giờ mà làm cho được vui vẻ hết. Thì quý vị cũng hiểu pháp của Đức Phật thì biết cái đó thì đừng có nên quá buồn khổ. Tôi thấy có những người ngồi buồn khổ không biết làm cái gì nữa. Tôi nói bà buồn, bà vui và bà cũng phải ăn, mà bà buồn thì bà ăn không có ngon, bà khổ bà ăn cũng không ngon, bà ngủ cũng yên, thôi đừng buồn đừng khổ như nó. Rồi từ từ thời gian cũng qua, thì cha mẹ già thì cha mẹ cũng chết, làm hết cái sức mình thôi. Còn con cái thì bên đây cũng không có khó, mình dạy dỗ đi học không có tốn tiền, từ lớp 1, từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 đâu có tốn tiền đâu quý vị. Ở bên Mỹ rất là sướng, nó cho sách vở đủ hết, chỉ có nước một khuyến khích cho con mình đi đi học thôi. Rồi nó lên đại học thì nó không có đủ tiền, thì nó có Pell Grant, rồi nó có thể mượn tiền trường nữa. Tiền trường thì nữa nó lớn, nó làm nó trả đủ thứ hết. Chỉ cần mình muốn làm thôi, làm mình khuyến khích cho con mình đó, thì làm. Nhưng mà có những đứa con nó cũng đâu có thích đâu, nó thích vui hơn cái nghiệp của nó. Nó thích đi đàn đúng, nó vui rồi hút xì ke ma tí. Có đứa thì vô du đảng, có đứa thì đem con về cho con gái thì đem cháu ngoại về cho ba má nuôi. Có những cảnh rất là khổ, cái đó cũng do cái nghiệp của họ không có phước về con cái đó, là cái nghiệp của họ phải 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 trả nợ cho con, chứ không có con trả nợ cho mình. Thì cũng theo từ trường hợp là con cái trả nợ cho mình hay mình phải trả nợ con cái, thì mình trong cái đó mình tùy theo mình giải quyết, đừng có quá mà vi phạm nhiều áp lực trong đó rồi sống không có vui. Đó là ý nghĩ của tôi thôi, tôi không có gặp cảnh nhiều mà khổ giống như vậy. Nhưng tôi thấy bạn bè tôi có hay kể giống vậy thì tôi cũng thấy cũng tội nghiệp cho họ. Nhưng mà sau này tôi học pháp của Đức Phật rồi thì tôi tỉnh bơ thôi. Cái đó nghiệp bà thôi, bà ráng bà làm đi, ráng chịu đựng đi. Khi nào bà chết thì thôi, nhưng mà bà chết mà lúc bà đang tâm sân thì bà chết tươi bà luôn. Bà chết, bà tiếp sau bà đụng tới nữa. Thì đối với những người bạn thân mà hiểu pháp thì tôi nhắc nhở người ta thôi, chứ những người lạ thì tôi không có nhắc đâu. Họ nói tôi là tiêu cực đủ thứ hay là người cõi trên, tôi đâu có quỡn đâu mà nói chuyện cho họ nghe, mất công quá à. Họ săn lên thêm nữa, họ khi nào họ giải bài cho mình nghe một câu chuyện thì họ không muốn mình theo phe họ và muốn mình nghe họ và muốn nói những gì theo họ. Tôi đâu có quỡn đâu, làm chuyện bù bu là tôi không có để ý đó. Thì trong cái này á, những cái bài mà Đức Phật dạy trong đây hạnh phúc đó, thì đó là những cái căn bản cho những người bình thường phải biết làm sao đối với cha, đối với mẹ, đối với con cái, đối với chồng, đối với vợ, vợ đối với chồng. Cũng như là Đức Phật cũng nói đó, là lúc mà lợi thăm viếng nhà của ông cấp cô độc á, thì cái người dâu của ông cấp cô độc á rất là hổn. Đức Phật nhân đó thì giảng là bảy vợ, thì Đức Phật nói có bảy hạng vợ. Nếu bảy hạng người vợ đó Đức Phật nói là chính thôi, chứ thật ra sáu cái cá tánh của con người, rồi bảy cái hạng đó nhân rồi sang 7 42, nói ra là 42 loại người vợ hay người chồng. Cái đây không phải người vợ đâu, nói với vợ thì cũng là nói với chồng luôn, chứ không phải là chỉ có vợ thôi, thì người chồng thì cũng phải đối với vợ giống như vậy thôi. Thì trong đó thì bảy loại vợ, vợ đó giờ là cái gì đó, đao phủ thủ, gọi là giết chồng gọi gì á, sát phu, à đúng rồi, nói theo tiếng Hán, tiếng Hán rồi, sát phu là giết chồng, sát phụ là giết vợ. Rồi vợ như kẻ trộm, là vợ chuyên môn lấy tiền xài phan quý, còn nhiều khi cho người khác ăn nữa. Rồi vợ là ác phụ nữa, là vợ là ác cái người đàn bà ác ôn nữa. Rồi vợ giống như mẹ, rồi vợ em gái, rồi vợ giống như bạn, rồi vợ giống như tôi tớ. Thì Đức Phật nói thì nói trong mấy cái loại vợ đó, thì chúng ta nghĩ chúng ta là loại là vợ gì? Thất cười lúc mà tôi nghe một vị sư nói vợ giống như mẹ, tôi mắc cười quá. Tôi nói mẹ đi, mẹ cho con bú vậy không lẽ ông chồng đi về bà vợ đưa bình sữa nói bú đi hả? Tôi nghĩ trong bụng giống vậy thì cũng mắc cười. Thì ổng cũng nói về á, lấy ăn á, lấy cái khăn cái apron quàng vô cổ, sợ ăn nó gớt đồ ăn ra rồi đưa chai sữa bú. Tôi cười muốn chết luôn. Thì trong đó thì trong đây Đức Phật không có nói vợ giống như mẹ giống như vậy,
Cái gì kính dạo giọt nắng mời mọi tức là hạng vợ có lòng tưởng luôn để ý chăm non săn sóc chồng như mẹ đối với con. Đức Phật nói cái hạng người mà đối xử với chồng mình giống như con mình, giống như mẹ thì không có tốt, mà vợ mày đau phụ thủ nghĩa là sát phụ đó, là kẻ ác độc hung dữ cũng không có đúng. Vợ như kẻ trộm vợ mà phải luôn phải xài tiền cho đúng đắn đấy, chứ đâu phải xài quan phí phí phạm tài sản của chồng đâu, tức là phí phạm tài sản của chồng với hai vợ thì như là phí phạm cái sức lực của người chồng hay người vợ, người đó là đâu có tốt đâu. Mình vợ chồng là phải ngang hàng nhau chứ đâu vậy, vợ chồng giống mẹ con mẹ vậy đâu, hay con vậy đâu, cái ghê quá à. Vợ như em gái là vợ hiền thục, biết yêu thương, biết tì phục vụ chồng như em gái đối anh. Em gái đối với anh hay là anh đối với em thì cũng không đúng nữa. Vợ giống như bạn cũng được, nhưng mà không phải lúc nào vợ cũng như bạn không được. Nó có nhiều thứ lắm. Rồi vợ như tôi tới thì trong 7 hạng người đó thì Đức Phật không nói cái hạng người nào là tốt nhất. Quý vị nghĩ đi, cái hạng người vợ nào tốt nhất thì quý vị lên nói đi, rồi tôi sẽ nói sao. Thì tôi cũng chia sẻ một phần giống như vậy, tiếp độ vợ con. Thì đối với con thì mình cũng phận mình là mình lo cho nó từ nhỏ, nó bú bóm nó lớn rồi dẫn nó đợi trường, dạy cho nó đi học, chỉ dẫn cho nó theo cái khả năng mình. Khi nó học cao lên quá, nó học Master PhD mà người cha người mẹ Alo, 123, 123, xin kiếm ơi, đang nói ngon lành tại sao hết nghe rồi, thời gian sau này nói chuyện nghe hạnh phúc của gia đình. Mà thời gian trước á, nói ra thì thấy tan nát gia đình, nói toàn cái chuyện mà như cái câu hạnh phúc lúc trước á, là chúng ta học ở trong nước này ngỡ, thì đề cập là đúng. Còn bây giờ cái điều hạnh phúc này là cái vấn đề an cư lạc nghiệp tiên kỳ gia, tức là chuyện trong gia đình. Thì bây giờ mình đem chuyện gia đình ra mà nói, nhưng mà nói toàn cái chuyện mà coi như tan nhà nát cửa. Thế cái đoạn sau này nghe có lý nè, đang nói hay vậy tự nhiên ngưng không thèm nói nữa, chỉ còn có 4 phút nữa thôi. Một cái điều hạnh phúc mà đối với cái room này á, là không có ai cầm micro, và Sik Kim đã cầm micro, đó là một hạnh phúc của cái room này. Nếu nói phân biệt như vậy là thuộc về tâm còn thắc mắc chưa hiểu cách thí dụ. Giọt nắng gọi mời ha. Hay có nhiều ý kiến hay, rớt thì cầm lên chứ có gì đâu, rớt rồi ngồi im mà không thèm lượm, làm biếng quá à. Rồi, bây giờ còn 3 phút nữa ha, 3 phút nữa. Bây giờ cầm micro ha, nói ha, đúng giờ rồi thỉnh Pháp Sư luôn nha. Rồi, xin mời. Con dòm lúc mà con nói, con đâu có dòm vô trong cái màn ảnh đâu, con đâu biết nó rớt mít lúc nào đâu. Con nói thì con phải dòm vách tường, con chăm chú, con nghĩ gì con nói, con đâu có dòm trong mít ở đâu, con sorry hả. Thì con biết tới đâu thì con nói tới đó, cái chuyện này là đủ thứ. Thì cái người vợ mà đối với tôi tới là đúng nhất đó, Đức Phật nói giống vậy. Thì mình phải lo là tôi là người làm của chủ thì phải biết tiết kiệm tài sản cho chủ, phải làm cái đắc lực theo cái nhiệm vụ của mình, chứ mấy con sáu hạng người vợ kia là tào lão thiên địa không có đúng. Thì con ý giống vậy. Trời ơi, tan nát là cái đó, hoàn cảnh của xã hội nó thay đổi mỗi cái vậy. Chứ bây giờ có những người nói đây bây giờ là bà dâu chứ không phải là con dâu,
thì con không đồng ý giống vậy. Con thấy cũng phải thông cảm người vợ bên bên nước Mỹ này, họ họ phải đi làm việc nhiều, họ nhiều áp lực. Rồi những cái người mà ở bên một cái nửa địa cầu kia, mấy chục năm xa cách đi qua đây, với hồi xưa là con dâu ở trong nhà của cha mẹ thì không có phải trả tiền nhà, không trả gì hết, thì nó không nhiều áp lực, chỉ đi làm thôi. Nếu mà làm thì làm cũng là làm hãng, rồi về cũng ở chung với gia đình, rồi nương qua nương lại, sống không có nhiều nhu cầu, nó an lành hơn. Chứ bên đây thì phải mua nhà, không mua nhà thì mướn nhà cũng trả tiền. Thì con ý con nói là hai ba điều phân biệt nó khác nhau như vậy. Còn cho thí dụ ha, nó đâu có nhiều giờ đâu, 3 buổi rồi tới pháp sư. Alo, 123, 123. Chị Kim nghe rõ không? Là ở đây ai cũng tu theo Phật hết, còn chị Kim mà tu theo tổ. Khi mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta phải canh giờ giấc. Bây giờ 5 giờ 29 phút rồi, chỉ còn 1 phút nữa mà thôi. Thế mà cái nhìn vô tường để mà nói chuyện với bức tường. Trong khi Đức Bồ Đề Đạt Ma thì coi như là nhìn vô trong tường 9 năm trời cửu niên diện bích, trở thành một vị tổ. Thì bây giờ Sĩ Kim cũng bất chước như vậy, nhìn vô tường trong im lặng thì tốt, nhưng mà nhìn vô tường để mà nói đúng như là tới cái giờ luôn, công nhận như vậy là tu theo tổ rồi. Rồi bây giờ là cái giờ của Ngài Pháp Thanh. Xin mời Sĩ Nhật Quỳnh Quang Hỷ Thỉnh Pháp Sư. Đề tài chúng ta sinh hoạt tới đây xin được chấm dứt ha. Mời Sĩ Nhật Quỳnh Thỉnh Pháp Sư. Alo, bàn tay đã mất tiêu rồi. Nam mô Bụt Thầy dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta Xích Hoa Nguyệt, cô Tị Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tham san ti tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề xê tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma phi rim vi na danh cha ca văn su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha nay dây ba ri sa ya mát chê ê quan sa hâm ba tỳ râm ma Phà ga quanh tăng a gia cha thang tuấn hi pa quê na tăng bút thâu cà ruồn nhê na thì qua xa vàng tánh ha bút tha gia bà nê na mi ga đa dân ta tô ga tô bánh cha quát gia đa giờ này dê a măng ba dê sĩ thăm ma tô Ta tơ ba phu tì sam bút thâu a nu na tham ma đề sa năng ma ga qua sa ni đề say si sa ta nan at tha sik tha căng tế na sa thu ai giờ phanh tế tại say tu thâm
ma đề sa năng sa pa di tha ba đề sa ya anu cam bấm bi ca ta quê. Chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi hững khoảng, Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như a được nếm hương vị hầu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn còn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tội mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học cái đề tài ngày hôm nay, mục đích của sự tu tập: một, lợi ích hiện tại; hai, lợi ích tương lai; ba, lợi ích cao thượng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ và quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tăng bảo, kính cầu mong cho chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh, an vui, đầy đủ trí tuệ để thực hành theo chánh pháp, được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ thì hôm rồi thì sư trình bày về cái mục đích của đời sống, và hôm nay thì mục đích của sự tu tập. Giờ thì trong đời sống thì chúng ta phải có tạo được cái nền tảng. Do đó mà muốn có một cái đời sống an lạc, chúng ta phải biết thực hành
những cái pháp nào để đem đến một cái đời sống an lạc. Rồi từ cái đời sống an lạc ở trong gia đình thì chúng ta mới có thể học hỏi để tu tập chính bản thân mình. Do đó mà chúng ta phải thực hành các cái pháp nó từng bước, thì giống như quý vị học 38 điều hạnh thì Đức Phật cũng dạy những cái pháp căn bản để tự mình hoàn thiện chính bản thân, rồi sửa đổi những cái thói hư tật xấu của bản thân mình, rồi mới giúp đỡ những thân bằng quyến thuộc. Mình phải hiểu biết là mình đã làm tròn cái bổn phận ở trong gia đình chưa. Bổn phận làm con, làm con thì có bổn phận như thế nào đối với cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Rồi nếu mà chúng ta trưởng thành, chúng ta lập gia đình, thì bổn phận làm chồng, bổn phận làm vợ, rồi bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết được thì chúng ta tu tập, tu tập để tạo cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại. Rồi chúng ta biết cái phương pháp để đem đến cái lợi ích trong ngày vị lai. Và cái cao tột nhất là chúng ta hướng đến cái lợi ích cao thượng. Cho nên là chúng ta có sự may mắn, có nhân duyên cũng đã tạo trữ, cho nên chúng ta mới hiểu biết được, học được những cái lời dạy của Đức Phật. Thì mục đích của đời sống để chúng ta tạo những cái sự an ổn căn bản, nền tảng. Những cái pháp này mặc dù là nó đem đến cái sự an lạc trong đời sống thuộc về cái pháp hữu vi, nhưng chính nhờ những cái nền tảng căn bản này chúng ta mới phát triển. Thì trong đời sống khi mà chúng ta có được những cái nền tảng căn bản rồi, có một cái đời sống tương đối tốt đẹp, có tài sản, rồi có một cái gia đình an vui, thì sau đó chúng ta sẽ có sự nỗ lực tu học. Rồi chúng ta biết sử dụng cái tài sản của mình cho cái đời sống hiện tại, rồi sử dụng cái tài sản để đem đến cái lợi ích trong ngày vị lai. Rồi từ cái lợi ích hiện tại, lợi ích trong ngày vị lai đó, thì chúng ta hướng đến cái lợi ích tối thượng, lợi ích cao thượng. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chặng đường. Cái chặng đường thứ nhất là chúng ta hoàn thiện cái bản của mình. Giống như người ta nói là sao, mình phải sửa đổi lấy mình trước. Mình phải coi như là tu tập cho bản thân mình trước. Bây giờ mình tự phản tỉnh, mình xem xét cái bổn phận của mình ở trong gia đình là đã hoàn chỉnh chưa. Rồi thí dụ như về những cái giới hạnh, thí dụ như bây giờ mình phải xem xét những cái năm cái giới chúng ta đã có thực hành đầy đủ chưa. Nếu còn sai sót, còn khiếm khuyết thì chúng ta phải nỗ lực tu tập sửa đổi. Chính nhờ những cái nền tảng căn bản, những cái giới này, nó sẽ giúp cho chúng ta từ từ hoàn thiện được cái giới hạnh của mình. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật dạy là chúng ta tự mình phải nỗ lực mình gìn giữ, chứ mình đừng có biểu người khác, hay là mình đừng có phê phán người khác. Tự mình phải
xem xét phản tỉnh lấy à, trong năm cái giới đó là tôi đã giữ gìn nó được hoàn chỉnh tốt đẹp hay chưa, còn cái giới nào à, nó còn khiếm khuyết hay không. À, nếu mà chúng ta tự xem xét phản tỉnh rồi đối với những người nào đó, ví dụ như trong gia đình mình à, con mình hay là những cái người thân bạn bè mình đó, nếu mà người ta có ý hướng đó, thì mình chạy anh ta chỉ giúp. Còn ví dụ như đó, mà những cái người không có nhân duyên và nó có cái sự chấp thủ mà bây giờ mình biểu nó giữ giới thì à, nó không có nghe đâu à, mà nó còn chống cự lại mình nữa à. Thí dụ như cái trường hợp mà bây giờ à, những cái người mà họ làm cái nghề à, đi biển đánh cá, bây giờ mình biểu nó thôi làm cái nghề đó là không có tốt à, à, giữ giới sát sanh thì đừng có đi đánh cá. Thì vì cái căn nguyên à, chúng sanh này nó không có cái hiểu biết, mà bây giờ mình nói như vậy chẳng khác nào mình cản trở cái đời sống của nó. Bây giờ nó làm cái nghề đi biển đánh cá câu cá à, mà bây giờ mình ngăn cản nó thì nó nói mình ngăn cản cái sự sống của nó à, thì nó sẽ phản ứng lại nghe. Thí dụ như là nếu mà mình biết từng bước mình sẽ khuyên giải nó à, nếu mà nó chịu nghe thì mình chỉ dẫn nó tìm một cái sinh kế nào đó, đừng có phạm vào những cái ác nghiệp. Hoặc là những người quyến thuộc trong gia đình mà gặp những cái người mà nó chấp thủ về vấn đề mà nghiện ngập say sưa à, cứ đến là giờ là bắt đầu là nó nhậu nhẹt à, say sưa mà bây giờ mình lợi mình khuyên giải nó thì coi chừng à. Cho nên á là chúng ta giữ giới à, nhưng mà nếu mà những người nào đó mình xét thấy rằng những người này mình có thể mình hướng dẫn, mình giúp đỡ được thì mình hướng dẫn. Còn đối với những người mà chúng sanh mà nó quá chấp thủ và nó chấp thủ chấp chặt tà kiến rồi đó thì thôi mình tránh xa à, chứ đừng có à, đến để mà mình chỉ dẫn, mình chỉ biểu, mình dạy dỗ nó là coi chừng à. Cho nên á là cái vấn đề tu tập là chúng ta tự hoàn thiện lấy cái bản thân mình, chứ đừng có biểu chúng sanh nào khác à, phải như thế này, phải như thế khác à. Rồi sau khi mà mình sửa đổi à, những cái thói hư tật xấu, rồi mình à, sửa đổi những cái sai lầm tà kiến rồi đó, khi mà chúng ta có được cái điều đó rồi đó thì chúng ta mới nỗ lực tu tập tiếp à, thực hành à, các cái pháp mà Đức Phật dạy như là bố thí à, rồi thính pháp, học pháp à. Đó, rồi khi mà chúng ta à, học pháp cũng vậy, thì chúng ta phải biết à, những cái pháp nào mình học trước à, những kinh nào thì mình cần học, học mình hiểu à, rồi từng tự chúng ta sẽ phát triển à. Thì thật sự ra cái tâm của chúng ta nó rất là tham, nó tham muốn rất là nhiều à, ôm đồm nghe cái nào mà hay, cái nào là cao là muốn học. Nhưng mà mình phải biết à, mình phải biết từ những cái pháp nào à, để mình từng tự mình tiến dần lên à. Ví dụ như tại sao mà Đức Phật dạy á, là không xu hướng theo kẻ dữ à, tại vì á, cái tâm mình á nó hay phan duyên theo cái trần cảnh bên ngoài, nó ưa chạy ra bên ngoài lắm à, nó thấy cái người ta xu hướng theo cái vấn đề nào đó thì nó hay chạy theo cái vấn đề đó à. Bởi vậy mà ở ngoài xã hội á, nó muốn lôi cuốn cái à, người thế gian sao, nó làm ra luôn luôn à, chế tạo những cái máy móc mới à, những cái tiện nghi à, hàng ngày càng lúc càng tiến bộ à, những cái
trang phục, à, quần áo càng ngày là càng tinh xảo, mới mẻ, đẹp hơn. Thì như vậy thì mới thu hút được được cái con người. Cho nên là con mắt của mình luôn luôn nó hướng ra ngoài. Rồi khi mà con mắt nó hướng ra ngoài thì cái tâm mình cũng chạy ra ngoài, mà mình không có tự phản tỉnh xem xét lại cái nội tâm của mình. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta không xu hướng theo kẻ dữ thì chúng ta phải tự quay trở lại, phản tỉnh nhìn lại mình. Mình nhìn lại mình để chúng ta thấy được những cái phiền não trong nội tâm. Chính vì chúng ta chạy theo cái trần cảnh bên ngoài cho nên bị vô minh phiền não nó khống chế. Có đôi lúc mà chúng ta làm những cái việc bất thiện mà mình không biết. Cho nên khi mà chúng ta không xu hướng theo kẻ dữ, những kẻ dữ bên ngoài rồi, mà với những cái phiền não trong nội tâm của mình, những cái phiền não mà nó xử mình để làm những cái điều bất thiện, những cái nhân bất thiện, thì chúng ta cũng phải coi chừng, phản tỉnh xem xét để kịp thời mà thoát ra, chứ không nên là cứ phải chịu sự sai khiến của nó. Cho nên là những cái pháp đầu tiên chúng ta cũng phải đi từng bước rồi khi mà chúng ta học hiểu thì chúng ta phải tự chuyển hóa lấy mình, tự sửa đổi. Rồi những cái kiến thức, những cái tri kiến mình học được thì mình cũng phải lâu lâu mình cũng phải tự xem xét những cái hiểu biết của mình, những cái tri kiến của mình như vậy nó đã đúng chưa. Rồi cũng coi chừng có những người khi mà học hỏi có được những cái chút ít hiểu biết gì đó thì cái tâm phiền não cống cao ngã mạn nó lại suối. Bây giờ là mình học được như vậy rồi, mình giỏi rồi, mình tiến bộ rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ dạy những cái người này người khác đó. Chính đây là những cái tùy phiền não. Tức là khi mà những người mà học hỏi được, có được những cái sở đắc, rồi chấp thủ vào cái sở đắc, cái sở kiến của mình, để cái tầm ngã mạn nó khống chế, thì sao? Thì những người này sẽ bị dính mắc cái chướng ngại ngay cái chỗ đó mà không có cái sự tiến bộ. Cho nên là chúng ta thỉnh thoảng phải tự xem xét với mình. Khi mà mình học hỏi như vậy đó, mình có cái sự tiến bộ hay chưa? Mình những cái phiền não rồi mình đã diệt được hay là đã làm giảm nhẹ nó như thế nào? Thì quý vị thấy rằng đó, các cái vị thánh nhân cũng vậy, sau khi mà chứng đắc đạo quả rồi, người ta cũng dùng cái tuệ phản kháng, diệt xét lại những cái phiền não này mình thật sự đã diệt chưa, thân kiến mình đã diệt hẳn chưa, hoài nghi mình đã làm tròn chưa, giới cấm thủ mình đã từ bỏ hẳn chưa đó. Chứ còn á, chứ đâu phải là mình khi mà mình nghĩ là mình đã đạt đến rồi, mình đạt đến tu là quần rồi, nhưng mà mình không phản tỉnh, mình không phản kháng, mình diệt xét lại coi thật sự những cái phiền não này nó còn tái sanh lại ở trong nội tâm của mình hay không. Nếu mà mình xét thấy cái phiền não này nó còn sanh khởi, vậy là mình chưa có đạt đó. Cho nên là chúng ta học, nhưng mà lúc nào thỉnh thoảng chúng ta cũng phải xem xét, phản tỉnh lại cái nội tâm của mình. Còn nếu mà chúng ta chỉ học mà chúng ta không có chấn chỉnh cái chánh tri kiến của mình,
không có khoảng tỉnh để diệt xét những cái gì mà mình đạt được hay là chưa đạt được. Thì như vậy mình không hiểu biết được cái sự tu tập của mình nó tiến bộ hay là không tiến bộ. Thì quý vị học rồi quý vị tu tập, nhưng mà khi mà mình thấy được trời ơi, cái tâm tôi sao mà nó còn sân nhiều quá, cái tâm tôi sao mà nó chưa có an ổn, nó còn vọng động, nó tức tối, nó bực bội, rồi cái tâm của tôi nó cũng còn bỏng sẻn quá, chưa có muốn bố thí, thế này thế khác. Thì thật sự ra đó, khi mà quý vị phản tỉnh lại, quý vị xem xét lại, thấy mà mình còn dở như vậy đó, thì mình mới ráng cố gắng, mình tu tập, mình học hỏi, mình nỗ lực, mình sửa đổi những cái thói hư tật xấu. Còn nếu mà những cái người mà phiền não, cái tùy phiền não nó sanh khởi, trời ơi, tôi bữa nay như vậy là tôi ngon rồi, tôi là number one rồi, vậy là quá tốt rồi, thì như vậy là sao? Cái tầm ngã mạn cống cào, cái tùy phiền não nó nhảy ra, nói còn mình là ngon rồi, thôi cỡ này là tốt rồi, không cần học hỏi gì nữa hết, vậy là đủ có thể là đi hướng dẫn, chia sẻ, dạy dỗ người khác rồi. Thì sao? Quý vị sẽ chỉ đứng chận ở ngay cái điểm đó mà thôi, sẽ cái con đường tu tập thì nó sẽ không có sự tiến bộ. Cho nên là khi chúng ta tu tập một thời gian, thỉnh thoảng, thay vì những cái ngày mà mình sám hối, cái sám hối là gì? Để bày tỏ ra, nhưng mà mình có thể mình tự ngồi mình xem xét, phản tỉnh lại, trong nửa tháng này đó, mình có phạm về cái gì hay không, về cái giới sát sanh nè, trộm cắp nè, rồi tà dâm, nói dối, uống rượu gì đó, năm cái giới, mình tự duyệt xét lại, phản tỉnh lại, coi trong nửa tháng này mình có cái có lầm dấp cái khuyết điểm gì hay không đó, để trong cái thời gian tới á, mình sẽ cố gắng nỗ lực, mình tránh xa. Ví dụ như là tôi đôi lúc tôi cũng còn dễ vui, gặp bạn bè rồi là ngồi là cũng thảo luận ba cái tào lao bắt chế, cái tin tức thời sự trên trên thế gian, như vậy là mặc dù là không có ấy, nhưng mà cái tầm dễ vui, trong cái giới nói dối á, mình cũng còn phạm, trong tháng này thì tôi sẽ ráng, hay là hoặc là đôi lúc chúng ta cái tập quen cái tập, hay là nhiếc mắng người khác, hay là nói những cái lời nó thô thiển khó nghe, thì mình phản tỉnh lại, mình xem xét để lần hồi mình sẽ sửa đổi. Thành ra đó, khi mà chúng ta nỗ lực học hỏi, nhưng mà mình phải cũng có lúc mình phải phản tỉnh, xem xét lại, coi những cái điều học của mình, mình đã thực hành có đầy đủ chưa. Nếu những cái nào nó còn khiếm khuyết thì mình sẽ sửa đổi, cải chính, bổ túc những cái còn thiếu sót. Thì như vậy á, chính nhờ như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại. Rồi từ cái nền tảng, cái lợi ích an ổn của nội tâm, trí tuệ sáng suốt, chúng ta sẽ hướng đến cái lợi ích trong ngày vị lai. Chúng ta biết rằng là thực hành những cái thiện sự này, nó sẽ đem đến cái lợi ích gì trong ngày vị lai. Ví dụ như chúng ta thực hành cái hạnh bố thí, bố thí thì chúng ta mở rộng bàn tay, đem những cái vật chất của cải, chúng ta giúp đỡ những người bần cùng neo đơn, những người đang khổ sở, hoặc là giúp đến những cái hội đoàn nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, người già bệnh tật rồi chẳng hạn, hay là hoặc là
Chúng ta cúng dường Tam Bảo để xây dựng chùa, in kinh, hay là hộ độ chư tăng. Rồi chính nhờ những cái thiện sự này sao? Trong cái đời sống hiện tại là chúng ta giảm thiểu được cái dính mắc với cái tài sản, giảm thiểu được cái tâm tham, đó là cái lợi ích ngay trong hiện tại. Và cái lợi ích trong ngày vị đây là chúng ta sẽ có được những cái tài sản trong nhân giới, trong thiên giới, để có một cái phương tiện trong đời sống được an ổn. Và chính nhờ cái phương tiện này đó, chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tu tập nó được tốt đẹp hơn. Thì chúng ta phải bị hiểu biết rằng cái sự bố thí này đó, cái quả trong hiện tại nó đem đến cái gì, và cái tương lai nó sẽ cho như thế nào. Rồi chính nhờ cái mỗi ngày chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, giảm thiểu cái tham lam, giảm thiểu được cái dính mắc, từ dính mắc trong vật chất tài sản, rồi dính mắc đối với quyến thuộc bạn bè, giảm thiểu cái dính mắc chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn này. Mà cứ mỗi ngày chúng ta giảm thiểu một chút, thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn diệt trừ được cái tham ái. Mà chúng ta khổ đau trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi này là do tham. Mà phía sau tham là vô minh. Mà khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết từ bỏ, thì sự sáng suốt để diệt trừ cái tham ái, thì cái lợi ích đó là quý vị có được một cái nội tâm an ổn, buông xả, khổ đau là từ từ tham ái, mà bây giờ hãy tham ái mà càng ngày nó càng giảm nhẹ, dính mắc chấp thủ nó được thuyên giảm thì khổ đau nó cũng sẽ thuyên giảm. Mà phía sau cái tham ái này là vô minh, mình có trí tuệ mà mình tu tập như vậy đó, thì cái sự sáng suốt của mình á, trí tuệ mình càng được dung bồi, thì đến một lúc nào đó mới nó đủ sức để mà diệt tận được vô minh và tham ái, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên á, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu biết những cái pháp này nó đem đến cái lợi ích trong đời sống hiện tại nó là cái gì, rồi cái ngày quá khứ nó được cái gì, và hướng đến cái mục đích cao thượng là gì. Thành ra đó, cái sự tu tập đó nó giống như là cái người mà chạy đường dài, hay là quý vị thấy rằng có những người đó, họ đạp xe, đi xe đạp từ châu này qua châu khác, từ ở Mỹ họ đạp xe rồi họ đi qua đến châu Âu, từ châu Âu mà họ đi qua đến châu Á, thì cái mục tiêu của họ, thí dụ như bây giờ họ muốn đạt đến là phải qua tới Trung Quốc Bắc Kinh, bây giờ họ từ ở bên châu Mỹ, ở bên Mỹ thì họ đạp xe, nhưng mà cái con đường nó rất là xa, thì bây giờ họ phải tính toán mỗi ngày họ đi bao nhiêu cây số, rồi họ phải ghé những cái nơi nào đó có những cái trạm để họ dừng, họ nghỉ. Thì như vậy những cái chặng đường của họ sẽ đi dừng ở chỗ nào. Thí dụ chúng ta biết rằng bây giờ cái vấn đề tu tập nó là dài suốt cả cuộc đời. Bây giờ những pháp nào mình tu trước, những cái pháp nào mình căn bản mình phải thực hành trước, rồi kế tiếp cái gì, những cái pháp nào, cái xa nhất là cái hướng đến cái sự đạo quả giải thoát,
Nhưng mà bây giờ mình những cái chặng đường này nè, trên cái đường đi mình phải ghé vô những cái trạm nào để mình nghỉ. Thì giống như những cái vị mà người ta học Tam Tạng vậy, người ta phải lựa chọn được. Bây giờ cái thời mình còn trẻ, trí tuệ mình còn sáng suốt, thì mình phải học những cái nào trước. Thí dụ có vị chọn học cái tạng kinh trước. Tại vì mặc dù cái tạng kinh á, là nó có 21.000 pháp môn thôi, nhưng mà nó rất là nhiều, rất là dài. Đó, cho nên có vị chọn cái tạng kinh để học trước. Rồi có vị thì chọn học cái tạng Abhidhamma, tạng luận. Thì cái tạng luận á, mặc dù nó ngắn hơn, nhưng mà nó tới 42.000 pháp. Nè, cho nên á, là chúng ta hiểu biết rồi chúng ta lựa chọn từng tự học cái nào trước, học cái nào sau. Có gì thì học kinh trước, học luận sau. Có gì thì học luận trước, kinh sau. Rồi sau đó thì học cái tạng luận. Rồi học cái chánh tạng trước. Học chánh tạng thuộc rồi đó thì mới bắt đầu học qua cái chú giải. Đó. Thì cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu biết rằng cái sức khỏe, cái trí tuệ, cái điều kiện của mình như thế nào để mà mình nỗ lực mình tu tập để có sự tiến bộ. Chúng ta không có theo ai hết, bởi vì mỗi người mỗi cái nghiệp mỗi người nó khác nhau, cái sức khỏe của họ khác, cái trí tuệ của họ khác, các cái pháp độ của họ khác. Mình không theo ai hết, mình chỉ dựa vào cái chính bản thân mình. Người khác thì họ có điều kiện, họ đi vô trường thiền, họ hành thiền là nhập thất 7 ngày gì đó. Còn mình thì không có điều kiện, thì bây giờ mình phải áp dụng cái đường hướng tu tập của mình ngay vào trong cái đời sống hiện tại. Bây giờ mình phải còn có bổn phận phải lo cho gia đình. Mà giờ mình thấy người ta nhập thất 7 ngày, đã đi hành thiền 3 tháng rồi, mình cũng quăng bỏ, buông bỏ công việc gia đình, mình không lo cho ai hết, bây giờ mình lo mình đi tu, thì như vậy thì không có được. Đó, cho nên mình phải biết cách để mình tu tập, và mình tu tập theo cái điều kiện của mình. Mình đừng có chạy theo ai. Bây giờ là người ta cái phong trào, người ta xu hướng, người ta đi thực hành ở Miến Điện rất là nhiều. Đi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Giờ tôi bất cứ giá nào tôi cũng phải đi. Như vậy thì mới là tu, mà không có Đức Phật. Mình tu là mình chính ở trong cái thời điểm hiện tại, trong cái nội tâm của mình, với cái điều kiện, trí tuệ, sức khỏe của mình, chứ không phải là chúng phải cần phải đi đâu hết. Thì khổ đau là nó cũng nằm ở trong cái thân ngũ quẩn này, mà cái giải thoát thì nó cũng nằm ở trong cái thân ngũ quẩn này. Nếu mà chúng ta biết tu thì chúng ta ngồi nhà chúng ta cũng tu được. Khi mà mình biết thực hành thì vừa làm công việc vừa tu, vừa học vừa tu, mà rồi có lúc mình lái tam bảo mình cũng vừa tu, mà mình hành thiền cũng là tu. Chứ không phải khi nào mình hành thiền mới là tu, mà chúng ta phải tu tập áp dụng ngay trong đời sống, rồi trong công việc, trong cái sự tu tập của mình mỗi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, từ khi mà mình thức dậy cho đến khi mình ngủ trở lại. Chứ không phải khi nào mà tôi ngồi kiết già lúc đó là tôi mới tu, mà chúng ta tu ở mỗi lúc. Người ta nói sao? Tập nói 2 năm, nhưng mà mình tập có sự hiểu biết của cái nói là suốt cả cuộc đời.
À, khi mình tu tập rồi đó, mình biết lúc nào nên nói, à, nói những gì, nói vừa phải, à, nói để đem đến cái sự lợi ích, lợi mình, lợi người. À, cái chuyện mà nói thì ai nói cũng được hết, nhưng mà nói đúng mục đích, nói hợp thời, nói đem đến lợi mình, lợi người, à, thì chỉ có các bậc thánh nhân. Quý vị thấy, đâu phải lúc nào Đức Phật cũng đi tế độ người khác đâu. À, Ngài phải quán xét, Ngài thấy chúng sanh đó có thuận duyên, hợp lúc, hợp thời, đúng lúc Đức Phật sẽ đến tế độ cho chúng sanh đó. À, có những chúng sanh thì Đức Phật phải giảng dạy, à, nhiều lần. Nhưng mà có những chúng sanh Đức Phật chỉ nói ngắn gọn, à, thành ra đó, à, từ ở trong kinh chúng ta học hỏi, chúng ta xem xét lại, à, bây giờ á, mình cũng như vậy, à, có những lúc á, mình phải ngồi yên, à, mà có những lúc mình phải nói, và mình nói á, nó vừa phải, nó hợp lẽ, nói đúng pháp, nói hợp thời, à, nói với tâm từ, nói đem đến lợi mình, lợi người. À, còn nếu mà mình là cái người phàm nhân, mình chưa có sự hiểu biết thì sao? Lúc mình nói đó là sao? Cái ngã mạn nó sanh khởi mà mình không hiểu biết. À, mình nói với cái tâm ngã mạn là sao? Mình muốn khoe những cái hiểu biết, những cái sở đắc, những cái sở kiến của bản thân. Thành ra đó, có đôi lúc mình nói nó quá trớn, à, nói nó lố đi, à, hay là hoặc là nói không có hợp thời, nói không có đúng lúc, nói không đúng đến cái đối tượng người ta cần nghe. À, cho nên đó là cái lời nói của mình đó, nó không đem đến lợi mình, lợi người. À, nói mà nó có cái phản tác dụng, nó gây quan trái. À, cho nên đó, là chúng ta phải biết, à, kiểm soát cái nội tâm mình. Có những lúc mình ngồi yên để lắng nghe người khác nói, rồi mình tự phản tỉnh xem xét cái nội tâm của mình, cái tâm mình đối với những cái lời nói đó nó như thế nào, như thế nào. À, thì đó cũng là tu. À, rồi khi mình nói á, mình có sự kiểm soát, mình hay biết, à, biết mình đang nói, à, mình nói như thế nào, à, nói có đúng lúc hay không, có hợp thời không, à, nói với cái tâm mong rằng giúp đỡ cho những người khác có sự hiểu biết, hay là nói, à, với cái tâm ngã mạn nó sai sử đó. Cho nên trong cái sự tu tập là chúng ta phải ở mọi lúc mọi thời điểm, chứ không phải là chỉ khi nào mà hành thiền là mới là tu này. Rồi á, chúng ta phải biết rằng là trong đời sống những cái việc nào là quan trọng. À, mình muốn biết mà cái việc nào nó quan trọng á, mình tự phản tỉnh xem xét coi cái tâm mình á, nó hướng về cái gì. Thí dụ như mà cái người mà thích ăn thì á, là lúc nào nó cũng suy nghĩ đến là phải làm những món ăn như thế này, phải thế này thế này là nó mới ngon. À, còn cái người mà thích mặc đẹp á, à, bữa nay á, phải bận những cái trang phục như thế này thế này, phải trang điểm như thế này, đầu tóc phải như thế này thế này, thì cái người này dính mắc vào cái hình thức, cái đời sống bên ngoài. À, còn mà cái người tu tập, à, thì mình nghĩ là bữa nay mình thực hành như thế nào thế nào đó. Cho nên á, là mình muốn biết cái tâm mình nó đang hướng về cái gì, thỉnh thoảng mình xem xét. À, rồi sao? Cái khi mà cái tâm mình nó suy nghĩ, nó hướng về đó, thì cái người này họ nói về cái vấn đề đó. À,
cái người mà thích về cái vấn đề mà ăn uống thì sao, họ bàn luận về cái chuyện đó, à bàn bạc, à bữa nay á là cái quán này nó mới mở, à, nó món ăn này, món ăn thế này thế này, à rồi gặp nhau bình luận, ơi trời ơi nhậm quá đi ăn thử cái quán đó mới mở mà nó nói nó quảng cáo gì dữ chứ, nó nấu ăn dở hòn. À, thành ra đó mình khi mà mình tự phản tỉnh, mình xem xét vậy mình biết, à để mà mình lần hồi mình sửa đổi, à rồi mình sự tu tập của mình vậy, à những cái pháp nào quan trọng mình thực hành trước, mình xem xét để mình thực hành trước, rồi những cái bước kế tiếp đó, giống như mình học chánh tạng, à chánh tạng xong thuộc lòng chánh tạng rồi xong mình mới học qua tới cái chú giải, à chứ còn á khi mà mình ôm đờm, à mình không biết từng bước mình học cái gì, mình hành như cái gì, thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ không được thuận lợi. À cái cần làm trước thì mình lại làm sao, à cái làm sao mình làm trước như vậy thì nó sẽ không đem đến cái sự an ổn, không có cái sự tiến bộ ha. Cho nên đó là cái gì mình cũng đi từng bước từng bước từng bước, là nói sao từ từ rồi á cháu nó cũng như, à chứ mà còn mình vội vàng quá đó, thì sao nó thất bại. À thí dụ như á mình nấu cháo cũng vậy, mình phải à vo gạo rồi từng bước mình nấu lên cho nước nó sôi, rồi mình để lửa phải vừa đều thì từ từ. Còn mình vội vàng quá, mình đốt lửa phân vân vân lửa nhiều quá, à thì sao có khi nồi cháo nó bị khê, tại vì cái lửa nó cháy nhiều quá, rồi có những cái gạo mà nó không có thoát lên trên được, nó nằm nó khắn nó dính ở dưới cái đáy nồi thì sao thì bị khét. À cho nên á đừng có tưởng là nấu cháo là dễ. À bây giờ thì có cái phương tiện là cái nồi cơm điện đồ này kia nọ đó thì nó dễ, chứ hồi xưa đó nấu bằng củi bằng than không đó. Thành ra là nếu mà mình không biết thì nấu cháo mà cũng khác, cũng bị chê đó. Cho nên cái gì nó cũng vậy, à phải thực hành tuần tự theo từng bước, à chứ không thể nào mà à, chúng ta vội vàng nóng vội và một bước mà đạt đến cái thành quả là cái chuyện đó là không có. À từ một cái người phàm nhân mà chỉ cần à, một bước là trở thành bậc thánh nhân đó. À trường hợp trong kinh có nhiều vị à chỉ cần Đức Phật khơi gợi thì những vị này đạt đến thánh quả, đúng có. Nhưng mà quý vị biết rằng những người này đó cũng trải qua tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi người ta mới đạt đến. À, thật ra bây giờ đó, có nhiều người họ nói rằng ôi tu không cần giữ giới, à, tu là học pháp mà hành pháp là được rồi. Rồi có những người nói là cũng không cần học pháp nữa, chỉ cần biết hành thiền là được. Thì họ nói vậy là tùy theo căn cơ của mỗi vị. Có nhiều người á trong quá khứ người ta đã từng giữ giới rồi, cho nên bây giờ á người ta thấy rằng cái giới không quan trọng, bây giờ bắt đầu học tu về định trước. À rồi có những người giới cũng giữ rồi, định cũng đã giữ rồi, cho nên bây giờ người ta muốn phát triển về cái tuệ. À cho nên á tùy theo căn cơ của mỗi người. À rồi tại sao mà Đức Phật giảng dạy tới 84.000 pháp môn thì cũng vậy. Quý vị thấy rằng lúc đầu đó cái bài kinh đầu tiên hết mà Đức Phật giảng dạy cho năm vị Kiều Trần Như là chỉ về cái con đường tứ diệu đế, à khổ tập diệt đạo. Rồi cái bài kinh thứ hai á là về cái kinh vô ngã tướng. Thì bởi vì các cái vị này đó, các cái đối tượng này đó là đã từng tu tập rồi, cho nên bây giờ Đức Phật chỉ đề cập đến tứ diệu đế,
rồi bài kinh về vô ngã, làm các ngài đạt đến thánh đạo thánh quả, đạt đến a la hán. Đó. Còn bây giờ mình cũng nói, ơi, bây giờ ở trong kinh Đức Phật dạy là coi như là bát chánh đạo, rồi vô ngã tướng, tôi bây giờ tôi học hai bài kinh đó là tôi đủ giải thoát rồi, thì không phải. Ha. Cho nên á, 84.000 pháp môn là sau này tùy theo, cứ mỗi lần mỗi gặp những cái đối tượng chúng sanh nào thì Đức Phật thuyết pháp để tế độ cho những chúng sanh đó. Cho nên á, là chúng ta đừng có chấp vào những cái trong kinh. À, tại sao cái bài kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật không thuyết ở chỗ nào mà Đức Phật phải thuyết ở cái trú xứ đó? Tại vì những chúng sanh ở trú xứ đó đó, họ đã tạo trữ công đức phước báo tròn đủ rồi. À bây giờ á, chỉ cần Đức Phật khơi gợi như vậy để những người này họ thực hành thì sẽ đem đến cái lợi ích. À, cho nên á, là trong bài kinh thì Đức có nói có những chúng sanh á, tu 7 năm nhưng mà có những người chỉ tu 7 tháng, có những người chỉ tu 7 ngày, mà có những chúng sanh không cần tu 7 ngày nữa, 1 ngày thôi mà cũng không cần 1 ngày nữa, thì quý vị thấy rằng á, có những vị mà Đức Phật chỉ cần thuyết một câu, những vị sa di mà ông thầy ông cạo cái tóc rồi ông nói về cái sự quán tưởng về cái bất tịnh, kê sa là tóc, rồi cái vị này quan sát về cái tóc ở trên đầu mình rớt xuống nó là những cái vật và ô trượt quế nhiễm, vị này đắc quả đó, là vì những vị này đã thực hành nhiều đời nhiều kiếp rồi. Còn bây giờ có nhiều vị cạo tóc hoài mà cũng đọc hoài mà xong mà chưa đắc, tại vì cái sự tu tập mình nó chưa có đạt đến cái độ chín mùi. Cái trái cây, cái cây á, mình trồng mình phải chờ nó phát triển cái bộ rễ. Có những cây á, quý vị thấy rằng có những cây phải trồng cả 10 năm, mười mấy năm nó mới cho quả, nhưng mà có những cây á, trồng 2-3 năm nó cho quả, có những cây á, trồng có vài 3 tháng nó cho quả. Hồi xưa đó, ông bà mình hồi xưa đó trồng lúa phải 6 tháng thì lúa nó mới chín. Còn bây giờ quý vị thấy không, những cái giống lúa mới bây giờ nó ngắn ngày, chỉ có 3 tháng là nó chín rồi. Thành ra đó, tùy theo cái loại giống, chứ không phải mình trồng cái giống lúa mùa mà mình nói sao mà trồng mày gì mà lâu quá vậy, tới 6 tháng mình mới trổ, còn ở bên cái ruộng kế ta trồng có 3 tháng người ta chín rồi. Tại vì cái pháp của mình tạo trữ chưa có đầy đủ, cái tuệ căn mình á nó chưa có nhạy bén, chưa có chín mùi. Cho nên bây giờ mình phải nỗ lực, mình biết vậy mình phải cố gắng mình tu tập để mình phát triển. Thì khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta sẽ cố gắng. Bây giờ mình là lúa mùa chứ không phải là lúa mới, cho nên bây giờ mình phải nỗ lực mình tu tập, tạo trữ thêm các cái công đức, các cái công hạnh, rồi phải bổ túc thêm các cái pháp độ về trí tuệ. Chứ mình đừng có so bì, mình nhìn ra bên ngoài rồi mình so bì, rồi mình đâm ra mình chán nản. Trời ơi, sao người ta học, người ta dạy mau giỏi quá, còn tôi học hoài, tôi không thuộc gì hết. Tôi học, tôi tu tập, tôi thấy tôi tu cũng nhiều lắm, tôi học cũng dữ lắm, mà sao tôi thấy cái phiền não tôi cũng còn nhiều quá. Mình có tiến bộ đó nhưng mà mình không biết, tại mình cứ nhìn ra bên ngoài mình so sánh, mình không tự phản tỉnh lại, mình so sánh trong nội tâm mình. Còn hồi đó đó, hồi mình chưa tu
mình phiền não nó dẫy đầy, tham sân dẫy đầy, mình đâu biết đâu. Vì sao? Vì lúc đó vô minh nó che án hết. À, còn bây giờ đó, cái trí tuệ mình sanh khởi, nó có sự định tĩnh sáng suốt, cho nên mình phản tỉnh nhìn lại, à mình thấy mình còn tham còn sân. À, mình phải hiểu biết là bây giờ mình có tiến bộ rồi, chứ còn hồi xưa đó tham sân bừng bừng nhưng mà mình không biết. À, do đó đó chúng ta phải quay lại nhìn lại chính mình là quan trọng. À, để mình có thấy được cái lợi ích trong hiện tại, rồi chúng ta hướng đến cái lợi ích tương lai, và cái chí nguyện cao cả là chúng ta hướng đến cái lợi ích cao thượng, hướng đến con đường giải thoát. Rồi cái sự thành đạt cũng vậy. Giờ chúng ta tu tập, nhờ sự tu tập, nhờ trí tuệ, nhờ hiểu biết mà chúng ta có được cái nội tâm an ổn. À, hồi xưa mình cứ chạy theo bên ngoài, mong cầu cái này, mong cầu cái khác. Còn bây giờ mình hiểu biết hơn, à mình có sự chấp nhận. À thôi, kệ nó, bữa nay điều kiện nó vậy, các món ăn nó vậy, nó cũng tốt rồi. À, còn hồi xưa mình không chịu, mình phải chạy đi kiếm cái này, chạy đi mua cái kia, chạy đi mua cái nọ. À, thì nó khổ. Còn bây giờ mình hiểu biết, à thôi, kệ nó, nó có thiếu một hai chút mà cũng sao. À, rồi lỡ à, cái trang phục hôm nay nó như thế này như thế kia vậy cũng tốt rồi. À, còn có bây giờ là trễ nhưng mà phải ủi cho xong bộ đồ. À, ủi cho nó à, thẳng thớm đẹp đẽ như thế này rồi mới mặc mới đi mới được. À, thì có nhiều khi trễ nải công việc, à, đem đến những cái hậu quả không tốt đẹp. À, còn bây giờ nó có lỡ, à, nó hơi nhăn chút nhưng mà cũng sạch, cũng sạch sẽ, cũng tốt đẹp, thì vậy là cũng quá tốt rồi. Cho nên nhờ những cái xả bỏ ngay trong đời sống hiện tại mà chúng ta được an ổn. À, rồi chính nhờ cái xả bỏ này đó, nó giảm thiểu cái thâm dính mắc, tham muốn, chấp thủ. À, thì chúng ta sẽ lợi ích trong cái ngày vị lai. À, rồi từng bước lợi ích trong hiện tại, lợi ích trong ngày vị lai này, chúng ta mới đến hướng đến cái con đường cao thượng. À, cho nên á, khi mà mình có được cái an lạc hạnh phúc trong hiện tại này, chúng ta đừng có thỏa mãn bằng lòng với cái này, rồi chúng ta chểnh mãn trên cái bước đường tu tập, mà chúng ta phải biết rằng nhờ cái nền tảng cái an lạc trong hiện tại này, chúng ta hướng đến cái hạnh phúc an lạc trong tương lai. À, và cái cao cả là hướng đến con đường giải thoát. Còn cái an lạc trong hiện tại, an lạc trong ngày vị đài này là những cái chặng dừng, những cái trạm nghỉ ở trên cái con đường thiên lý xa vời. À, chứ mình đừng có thấy à, vô cái trạm này nó đầy đủ tiện nghi, có giường, có à, chiếu rồi à, nó cũng mát mẻ rồi thôi. À, thôi mình ở đây mình hưởng thụ. À, thì quý vị sẽ ở ngay chỗ đó thôi, chứ quý vị không có tiến tới nữa. À, còn biết thôi, mặc dù nó tốt đẹp, nó an ổn á, à, nhưng mà mình chỉ tạm nghỉ qua đêm, rồi mình bước còn phải nỗ lực trên cái cuộc hành trình, mình sẽ đi đến những cái trạm khác nữa. À, thì lần hồi quý vị sẽ đi đến đích. Còn nếu mà mình dính mắc với cái trạm đó, à, thì mình cứ ở đó hoài. À, cho nên là à, có những cái câu chuyện mà cái à, con rồng à, nó tu tập, nó nói là nó tu rất là lâu đời rồi. À, từ đời quốc Đức Phật quá khứ tới giờ á, nó tu dữ lắm rồi mà sao nó không thấy nó không tiến bộ gì. Con rồng vẫn là con rồng à, nó không có thêm được gì hết. Thì cái vị đó mới nói là tại vì á, Đức Phật nói mày còn tham quá, mày cứ gìn giữ, mày cứ tối ngày mày gìn giữ, mày ngậm cái cục ngọc ở trong miệng hoài thì làm sao mày tiến bộ. À, lúc đó nó mới thức tỉnh, à tại vì cái tâm mình còn tham lam, mình cứ nghĩ là cái viên ngọc này nó tốt đẹp,
Cho nên mình ôm ấp gìn giữ cái viên ngọc này hoài, thành ra làm sao mình có sự tiến bộ. Còn bây giờ nó biết rồi, nó xả bỏ viên ngọc à, mặc dù cái viên ngọc này là tốt nhưng mà nó khổ, đi đâu cũng phải đem theo hết, đi đâu cũng phải gìn giữ, đi đâu cũng phải nơm nớp lo sợ mất. Đó, khi mà xả bỏ rồi là tự nhiên nó sẽ có sự tiến bộ đó à. Cho nên có những lúc chúng ta phải tự phản tỉnh, xem xét lại à, cái nội tâm của mình à, rồi hiểu biết à, với trí tuệ à, mình thấy được mình sẽ có sự tiến bộ hay không tiến bộ, nhưng mình còn thiếu sót, khuyết điểm ở những cái chỗ nào à, để chúng ta cố gắng cải chính, sửa đổi và bổ túc những cái điều đó, thì mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thiện hơn à, thì như vậy đem đến cái lợi ích của sự tu tập trong hiện tại. Rồi nhờ có cái sự an lạc của bản thân, mình làm cho những người xung quanh cũng có được sự an lạc à, rồi chúng ta hướng đến cái lợi ích trong ngày vị lai, cần phải nỗ lực thêm những gì, những cái thế nào để hướng đến một cái đời sống an ổn trong ngày vị lai. Và cái chí nguyện cao cả là chúng ta hướng đến cái hạnh phúc cao tột là giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi à, thành ra đó cái mục đích của sự tu tập chúng ta đi từng bước à, thực hành những pháp nào để đem đến an lạc hiện tại, thực hành những pháp nào để đem đến an lạc trong ngày vị lai. Và chí nguyện cao cả tất cả các cái pháp hành này à, với mong muốn à, hướng đến giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi à, rồi với pháp hành này à, còn kính dâng đến Đức Phật à, cúng dường đến Đức Phật. Với sự nỗ lực thực hành này mình xin cúng dường đến Pháp Bảo, với sự nỗ lực thực hành các pháp này xin cúng dường đến Chư Tăng à, hướng đến à, những cái lợi ích cao thượng à, còn những chặng đường, những cái an lạc, những hạnh phúc của nhân loại, của thiên giới chỉ là những cái chặng đường để chúng ta nghỉ ngơi, rồi chúng ta cố gắng tiếp tục trên cái con đường thiên lý xa vời cho đến khi nào đạt đến đạo quả lậu tận, thì như Đức Phật nói lúc đó gánh nặng mới đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong à, và lúc đó chúng ta đã hoàn thành cái cuộc hành trình xa vời của chính mình. Và thì cũng à, xin chia sẻ với à, quý vị đôi điều à, vì những cái hiểu biết à, thì sau đây thì cũng xin à, cùng thỉnh à, Chư Tùng Đức à, Ngài Trị Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng à, thảo luận à, chia sẻ thêm những cái điều hiểu biết à, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Chế phước báo thì cũng xin kính dâng đến Chư Tùng các Ngài Pháp Thể Ca Ngang, cũng xin hồi hướng đến tất cả Chư Thiên à, cầu mong Chư Thiên ở các nơi luôn luôn được an vui à, cầu mong tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử luôn luôn có sức khỏe, niềm tin à, để nỗ lực thực hành theo lời Đức Phật dạy à, có được sự an lạc trong hiện tại à, an lạc trong ngày vị lai là hướng đến à, an lạc tối thượng. Và cầu mong tất cả chúng sinh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin mời à, quý vị à, cùng thảo luận nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thành đã từ bi giảng bài pháp ngày hôm nay để cho chúng con được nghe, học và để hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng nước ở tỉnh thất thiền hữu ạ.
Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Tuệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay mình lên để có những câu thắc mắc về đề tài của sư giảng ngày hôm nay và có ý kiến như thế nào. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, kính mời bàn tay quý vị. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có cô Tề Duyên trước máy. Dạ, cô Tề Duyên có thể cầm mic được không cô? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, kính mời. Dạ, nhấn mời cô. Dạ, sa thú lần hai. Dạ, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thông Mai Giá, Nam Mô San Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Thế Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng Hiện Diện. Kính lễ với bà với cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, con cũng xin cầm mic và kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã giảng dạy bài học chúng con hôm nay. Hồi nãy giờ con cũng ngồi ở trước máy và lắng nghe giảng dạy của Ngài. Bài pháp hôm nay đó là mục đích của sự tu tập, sự lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích cao thượng. Rất hay. Và con rất là kính tri ân Ngài. Một lần nữa con kính chúc Ngài luôn luôn có một cái sức mạnh, sức khỏe để đến với đạo tràng chúng con, để dìu dắt hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Mặc dù Ngài bị gãy tay như vậy, nhưng mà cũng cố gắng đến như râm của chúng con. Mà không biết hôm nay Ngài như thế nào, mà con cũng muốn ghé thăm Ngài, nhưng mà con hôm bữa con không có biết cái chỗ của Ngài ở Mỹ Tho. Con không biết, con có đi ngang, nhưng mà con không biết chỗ. Nhưng mà con cũng ước muốn có một lần để ghé cốc của Ngài và viếng thăm Ngài. Thì qua cái bài pháp hôm nay, mục đích của sự tu tập, thì Ngài giảng rất nhiều từ cái lối đi, từ cái sự tu tập mình mới tập như thế nào. Con rất là ngưỡng mộ. Thật ra hồi hôm ngày hôm qua thì ở chùa có một mà làm lễ trai tăng, nhưng mà con nói ra đây không biết cái tâm con như thế nào, nhưng mà lúc đó con cũng hơi gọi là nó hơi khó chịu chút. Tức là ở trong chùa là có làm lễ trai tăng, rồi cái vị tăng ở trong chùa có làm tất cả là hai tu nữ và bảy tăng, nhưng mà trong đó thì có thay vì chín gói quà, nhưng mà làm thì có bảy gói làm, đó là cho chư tăng thăm hà. Còn tu nữ thì giống như là cái vị này là phân biệt, chắc con nghĩ là phân biệt tu nữ hay là chư tăng gì đó, con nghĩ là như vậy. Rồi chị Ngọc Thắng chị mới nói thôi chút mình ra mình về chợ mình mua mỗi đứa một gói. Khi con mang từ tôi nói cái ra về chợ mình mua là nó khác rồi, còn cái này là vừa vui mà vừa buồn á. Nhất Quỳnh nó khổ lắm. Cái để tự nhiên kể tiếp cái mục đích cái sự tu tập của mình, thì mình cũng cố gắng, mình cũng coi cái tâm mình sao. Thì khi mà xong rồi á thì đứng dậy hết. Thật ra cũng có vị như thế này, vị như thế khác, thì hai cái vị kia mới thấy con Tuệ Duyên với lại chị Ngọc Tấn là không có,
cho nên hai vị kia mới thấy vậy mới cho lại hai chú nữ. Nó ủa hai cô không có hả? Nó dạ dạ không. Cái hai vị kia mới cho một một mỗi người một gói. Thì tự nhiên mới nói chị Đạt Phật Tấn thấy không, có phước có phần không cần gì lo, chúc mình cũng có à. Cái thì đi lại sư phụ mới 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 lấy cái gói quà của sư phụ với chia nữa, nói cho hai cô. Cái thì lúc đó Nhật Quỳnh biết không, tự nhiên nói thật ra sư phụ con muốn quần, nhưng mà con suy nghĩ con thấy ngài ngài lo cho tụi con quá, cho nên là con thôi bây giờ con suy nghĩ ngược lại, bây giờ con ráng tu. sư phụ cười tại vì con thầy lo cho con quá, cho nên là thật ra con thấy cái cảnh này con muốn quần tục. cũng vui, nhưng mà tại vì cái lúc đó thật ra đó tự nhiên nói với chị Ngọc Tấn là bây giờ cái cảnh này á là mình cảm ơn cái vị đó, cảm ơn cái vị đó để cho mình nhìn được cái tâm của mình. Thì cũng được năm nay hạ này nó được 5 năm rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ cần thực ra rất là hoan hỷ, trong khi các vị làm phước cúng dường nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi. Chỉ có một chút xíu thôi mà mình chẳng lẽ mà nhìn món quà có chút xíu mà mình phải quần tục. Nói thì nó chỉ vui vậy thôi. Thật ra thì nãy giờ con nghe bài pháp này giảng cái con đường tu tập cũng giống như cái một đồng đua, với như một đồng đua xe đạp đi, muốn vượt qua cái đèo, vượt qua cái núi, đường trường hoặc đường núi nó rất là khó khăn, nó có nhiều cái trắc trở, mà muốn đi đến đích của nó thì tới đích của nó chỉ còn có hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, mà biết bao nhiêu ở trong cái đồng đua đó, hàng trăm người chứ đâu phải một người đâu, rất là khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà mình cố gắng, dù mình không đến cái mục đích hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, thì mình cũng có thể mình chạy, mình dí theo. Mà lỡ có bể bánh thì mình thay bánh khác, mình chạy tiếp. Mình cứ chạy, thì người ta chạy đến hạng nhất thì mình chắc chắn mình cũng sẽ đến theo sau. Nhưng mà mình hạng chót, dù mình hạng chót thì mình cũng được đi đến. Đúng không Nhật Quỳnh? Dạ, là con kính chúc ngài luôn luôn có một sức mạnh, sức khỏe để mà một ngày nào con ghé, con sẽ đến với cái nơi trú xứ của ngài, con gặp ngài. Mà con chỉ ước như vậy, nhưng mà con cũng không biết ngày nào, chắc cũng gần đây thôi. Dạ, một lần nữa thì con thành kính tri ân ngài, con xin thay mặt đạo tràng để tri ân ngài. Rồi bây giờ thì có chị Meta, chị cần chia sẻ gì trong bài pháp hôm nay của ngài theo ý của chị. Dạ, bây giờ mỗi một người có một ý kiến và một cái những cái sự tu tập của mình có được. Dạ, thì bây giờ chị xin xuống mic rồi chị Meta có thể lên chia sẻ vài điều ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ Dạ Nam Đà Dạ. Là con kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thành, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Rồi nãy giờ thì con cũng không có nghe được hết từ đầu tới cuối cái bài
thuyết pháp của ngài Pháp Thành, mà tới gần tới chót thì con có nghe, và con cũng có nghe cái lời chia sẻ của cô tu nữ Tự Duyên. Thì thôi, thời giờ cũng sắp hết rồi, bây giờ con chỉ sau khi nghe rồi thì con thấy là con có cái ý như thế này. Trước hết thì con cũng cảm ơn sư Pháp Thành đã từ lâu đã lên room thuyết giảng hàng tuần bữa thứ tư, rồi cũng có khi thuyết giảng thêm những bữa khác khi học kinh Pháp Cú. Thì con kính cảm ơn sư, nhờ sư cũng dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập. Và con cũng kính chúc sư sớm lành cái tai, rồi sư có được sức khỏe, và sư cũng luôn thẳng tiến trên con đường phạm hạnh. Và còn riêng con thì sau khi nghe nãy giờ thì con cũng đồng ý với cô Tự Duyên, nghĩa là mỗi người đều có một cái duyên nghiệp, có một cái coi như là mỗi một cái nhận một cái nhân quả để mà ra đời thành con người như ngày nay. Thì không ai giống ai, kẻ thì được nhiều phước, kẻ thì ít hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tiếp tục tu tập để có được những cái tốt đẹp hơn. Thì dầu không được đạt đến hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, thì chúng ta cũng đi đến đích. Như cô Tự Duyên nói là tốt rồi. Đi được đến đích là tốt rồi. Mặc dầu nhanh hay chậm, thì miễn là đến đích là tốt rồi. Chỉ sợ rằng chúng ta không đến đích được, thì cái điều đó mới là đáng tiếc. Chứ còn nếu đã được đến đích, thì dù lâu, dù mau, dù chậm, dù nhanh gì, không được đạt danh hiệu gì, nhưng mà có đến đích là tốt rồi. Mà muốn được như vậy thì chúng con cũng dâng lại theo quý ngài đã truyền dạy theo giáo pháp của Đức Phật, là chúng con cũng nguyện tu tập tinh tấn theo cái khả năng, theo cái hoàn cảnh của mình, để có thể đi đạt đến một cái cảnh giới mà sau này chúng ta rời khỏi cái thế gian này đó, thì đến được cái cảnh giới an lạc. Con chỉ cầu mong như vậy thôi, đừng có đi ba bốn cái đường ác đạo đó, là đối với con là tốt rồi. Dạ, thì tất cả những gì mà sư đã nói từ nãy giờ thì chúng con cũng nguyện ghi nhớ và làm theo. Dạ, con có cái suy nghĩ như vậy thôi. Dạ, cũng gần hết giờ rồi, thôi con cũng xin cảm ơn lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tự Duyên chị Metta, và con thành kính đảnh lễ Đức Nguyên Thông Như Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, nãy giờ con thấy sư chạy ra chạy vào nhiều lần, không biết sư có nghe được âm thanh con không gì bạch sư. Dạ, con thấy sư ra vào rất là nhiều lần rồi, cũng mấy lần rồi, không biết sư có nghe được âm thanh con không. Dạ, dạ con tri ân sư, chắc sư không nghe được nên sư phải chạy ra chạy vào. Dạ, dạ, như ngày hôm nay Thượng Tọa Pháp Thành chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay là dạ, đạo tràng có nghe lại âm thanh của Như Quỳnh không?
Dạ cảm ơn cô Tùy Duyên, cảm ơn chị Meta. Dạ cảm ơn Diệu Thanh. Dạ cái đề tài của thượng tọa Pháp Thanh hôm nay chia sẻ là mục đích của sự tu tập. Một là lợi ích hiện tại, hai lợi ích tương lai và ba là lợi ích cao thượng. Dạ Đại Đức Nguyên Thông sư vào sư có đồng hồ có. Cả Nhật Quỳnh yếu xìu cầm mít cứ rớt hoài à Châu Nguyễn. Dạ nếu sư hoan hỷ chia sẻ thì con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy giờ thì tại vì Nguyên Thông bận vì trực chùa, bữa nay có người đến sửa điện mà có mình sư ở nhà không có ai nhà hết đó, cho nên phải lấy chìa khóa và trong con sửa điện, thì thấy ông sửa gần xong rồi mới vô đây. Và cái đề tài hôm nay là rất là hay, rất là lợi ích, nó xoáy vào cái mục đích của sự đi đến nghe pháp của tất cả chư vị tu sĩ cũng như là Phật tử ở đây. Và cái bài này cho chúng ta biết là nếu chúng ta học thì chúng ta sẽ biết rõ là cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì của mục đích của tu tập là hiểu được, biết được cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cốt lõi đó là gì? Cốt lõi đó là nhân quả. Mà nhân nói cốt lõi nhân quả nghĩa là gì? Mình phải hiểu rằng nghĩa là cái nhân quả đó nó không nhìn mặt, là không có nói là đây là gái hay trai, là Việt Nam hay Mỹ hay là Việt Cộng, không có nói vấn đề về đó. Mà bất kỳ người nào thân làm ác, khẩu nói ác, tư tưởng ác, thì kiếp này sẽ đau khổ và kiếp sau thì sẽ đau khổ. Còn người nào làm thiện, tư tưởng thiện và có cái lòng từ bi như là cô Mít Ta 17 đó, thì người đó đời này hạnh phúc, kiếp sau thì hạnh phúc. Và vì vậy cho nên kính thưa chư vị, nói là như vậy nhưng mà thực hành không phải là dễ. Bởi vì Phật có giảng dạy rằng làm thiện thì quá ư là khó, mà làm ác thì quá ư là dễ. Và vì bởi vì cái thế gian này đó, không phải ai cũng biết Phật Pháp. Mà những người đi vào rung Phật Pháp đó là không phải ai cũng hiểu cái giáo lý và không phải ai cũng tin tưởng cái giáo lý. Đôi khi mình khi mình vào rung Phật Pháp mình lắng nghe mà mình nghe không kỹ hay là nghe chập choạng rồi mình không hiểu cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy do những vị sư, những tăng đã chỉ cho mình nghe, nói mình nghe mà mình không hiểu được, mình chỉ nghe phóng phót thôi. Thành ra Nhung cũng mang tên, mang danh là đệ tử Phật. Nhưng mà khi mà gặp những cái của cải người ta để như vậy, đôi khi là cũng là tay chân máy mó, hay là ra đường thấy điều gì không có hợp mắt, không hợp lỗ tai là sân si nổi lên. Thì tất cả những sự việc như vậy, kính thưa chư vị, là chuyện bình thường với tất cả mọi người trên thế gian này, chúng ta ai cũng như vậy cả. Trừ phi những người có học Phật Pháp. Người mà học Phật Pháp thì thấy rằng cái sự sai lầm của người khác thì kệ họ, họ làm gì là làm kệ họ. Thì mình biết được như vậy thôi. Cái câu là Đức Phật giảng dạy trong Ba Hy Giá là trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, không trong cái tư duy chỉ có tư duy, không có người Ba Hy Giá trong đó. Thì Ba Hy Giá ông nghe cái câu đó, rồi ông học, rồi ông tư duy rộng đắc A-la-hán. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, mình vào rung cũng như mình đi ra đời, mình học hành hoặc là mình đi làm việc, mình đi ngoài đường, mình tay mũi lưỡi thân ý duyên tình cảnh bên ngoài, thì nếu mà cái người hành giả đó luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, tức là luôn luôn niệm nhớ chữ niệm, tức là có chữ kim ở trên, tức là hiện tại ngay bây giờ đây tại chỗ này, ở dưới là chữ tâm, ở tâm có nghĩa là biết cảnh. Thì cái người hành giả đó nếu mà luôn luôn nhớ đến cái giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thi, niệm Giới, niệm Thí, thì người đó là không rời xa giáo Pháp của Ngài. Và nhờ vậy thì người đó khó có thể mà dễ nổi lên sân si hay tham đắm. Nếu đó có thường thường quân tập tức là những cái chúng sanh của mình, chúng sanh là những cái xấu xa của mình nó nổi lên, mình giảng dạy nhiều lần thì lần lần mình sẽ quen với lại cái giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy. Người mà không quen với giới luật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì cho rằng giới luật thì nó kìm hãm, nó là một cái tường thành bao vây, người ta không cho làm này làm nọ. Chứ sự thật khi mà chúng ta tuân theo giới luật, làm theo giới luật thì chúng ta sẽ tự do ở trong giáo luật, trong giới luật. Cái người tự do trong giáo luật không cần giữ giới mà phải là không phạm giới thì mới là cái người hiểu biết giáo luật. Còn mà người mà chỉ nói là tôi phải giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đố láo, ăn rượu, 8 giới vân vân, rồi 10 giới vân vân, rồi 227 giới vân vân, thì cái người đó có thể nói rằng thì không có sai, nhưng mà nói rằng cái giới luật là một cái mé ranh, bờ ranh không cho mình làm phải, làm sai, thì cái điều đó có thể là đúng với một số người. Nhưng mà Nguyên Thông nghĩ rằng cái người mà tu hành thì không cần giữ giới luật. Không cần giữ giới luật nhưng mà không phạm giới. Là bởi vì sao? Bởi vì mình là người tu hành thì tại sao mình còn tham lam? Bởi vì mình là người tu hành thì tại sao mình còn sân si? Bởi vì mình người tu hành tại sao mình còn phạm giới? Vì vậy cho nên giới luật là một cái thước đo để cho người hành giả tung hoành trong cái giới luật đó mà không phạm giới. Thì như vậy mới đạt đến một cái trình độ mà chúng ta sống một cách an nhiên, thanh thản. Và cái điều mà con nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng nên tu tập từ bi hỷ xả. Bởi vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài giảng dạy hay là Ngài những người ngoại đạo thì Ngài là người quá tài giỏi đó. Thì Ngài muốn cái gì Ngài làm có được, nhưng mà Ngài không có dùng những thần thông hay là tài năng của Ngài, nhưng mà Ngài chỉ dùng cái tâm từ bi của Ngài. Thì vì cái tâm từ bi của Ngài đó mà Ngài đã độ rất, rất nhiều người ngoại giáo. Nói như vậy không có nghĩa là Ngài có thể độ tất cả mọi người. Có những người ví dụ như ông Sanchaya, ông đâu có chịu đầu phục Ngài. Cho nên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có những người có duyên. Chỉ có những người có duyên nghĩa là sao? Chỉ có những người có duyên tức là những người đã từng nhiều kiếp trong quá khứ, đã từng tu tập, đã từng nghe pháp. Và cho đến khi mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì những cái đó là những cái ba la mật. Người ta đã nghe, người ta đã hiểu, người ta đã chấp nhận và người ta đã hành trì cách này hay cách khác. Và khi đó thì Đức gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài giảng dạy lại, thì người đó đã thấy đắc. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi mà Ngài đắc đạo rồi thì Ngài 7 tuần lễ ở cội cây Bồ Đề, Ngài chiêm nghiệm lại, ôn lại tất cả những cái pháp mà Ngài đã chứng đắc, thì Ngài mới thấy rằng cái pháp của ta chứng đắc rất khó nói, mà nói khó nghe, mà nghe khó hiểu, mà tu tập khó chứng khó đắc. Cho nên Ngài muốn Parinibbana ngay tại cội cội cây Bồ Đề. Nhưng mà mai phước cho thế gian, Ngài Sambhati ở cõi Phạm Thiên, Ngài có thao tâm thông đọc được tâm cảm của Thế Tôn. Và bởi vì Ngài sống qua nhiều vị Phật cho nên Ngài biết, cho nên Ngài bay xuống và Ngài nói, Ngài đảnh lễ Thế Tôn, nói thưa Thế Tôn, trần gian này mê mờ đau khổ đã lâu rồi, xin Thế Tôn hãy giảng pháp. Trên thế gian này có những người trong mắt của họ có ít bụi, họ nghe và họ có thể tu hành được.
Thì Thế Tôn lúc đó mới là dùng Phật nhãn của Ngài mà tìm xem trên thế gian có loại người đó hay không. Và sau khi Ngài đã thấy như vậy và Ngài đã im lặng nhận lời, nhờ vậy mà chúng ta có giáo pháp đến ngày nay. Kính thưa chư vị, vì vậy cho nên chúng ta khi mà được vào rung thì chúng ta phải biết rằng chúng ta rất là hạnh phúc, phải tôn trọng kính lễ giáo pháp và kính lễ những vị mà đem giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trùng tuyên lại cho chúng ta nghe. Và chúng ta phải tiếp nhận giáo pháp một cách thành kính và theo những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó. Vì chúng ta sống trong giáo pháp của Ngài thì chúng ta sẽ được an ổn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những điều mà con biết thì con xin trình bày vắn tắt như thế. Xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe con, trao ma lời cho đạo tràng. Alo, 3123, Xích Nhật Quỳnh bị rớt mạng rồi. Sa thú Đại Đức Nguyên Thông. Mục đích của sự tu tập người cư sĩ là bố thí trì giới thăm thiền, người xuất gia là giới định và tuệ. Cái lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích cao quý nhất thì đây nói về người tu hoặc là người không tu, tức là người cư sĩ và người xuất gia là tứ chúng của nhà Phật. Vậy thì si lăng mu lăng sa sa lăng, tức là giới là nền tảng căn bản của Phật pháp. Vậy thì Đại Đức Nguyên Thông vừa trình bày, chúng ta thấy rằng chỉ khi nào chúng ta đạt được quả vị của bậc thánh thì khi đó thiện và ác chúng ta bỏ vào một bên, nhưng mà còn phàm phu tục tử thì chúng ta cũng phải nghiêm trì về giới. Cái mục đích của người tu Phật là giới định và tuệ, thì cái giới rất là căn bản. Thì để Đức Nguyên Thông nói cao quá, chúng tôi thấy rằng thấp một chút thì trình độ đạo tràng của chúng ta dễ hiểu hơn. Còn Đại Đức Nguyên Thông nói quá cao. Thôi bây giờ Sĩ Nhật Quỳnh đã vào rung rồi ha. Bây giờ sám hối rồi thỉnh Ngài Pháp Thanh coi như phút chút để chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt. Bây giờ cũng quá giờ rồi. Mời bàn tay Sĩ Nhật khi nãy đã thấy Sĩ Nhật, cho nên chúng tôi cầm mic dùm. Mời. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi. Mời thêm một chút xíu cho được hiểu bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng con rất là tri ân Ngài và cảm ơn cô Tệ Duyên, chị Meta, cho Nguyễn, cho Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh, kính mời vương ghế Nhật Quỳnh. Sám hối sau khi thính pháp ạ. Ruột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng. Bụt thể dô khá lý tổ đô sơ bụt thô khá mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sắc tội lỗi ấy cho con. Uất tam ghe na quan đề hăng thầm anh cha điều vị thăng và răng thầm mê giờ khali tô đổ sâu thầm mơ cả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăng ghê na quan đề hăng sẵn khanh cha du vi tho tam ăng sẵn khê dơ khá lý tổ đô sâu sẵn khô khăm mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết cầm thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng.
các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, vui xin tăng bảo sách tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, theo như trời của Thượng Tọa Pháp Thanh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi chúc phúc cái đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Te athalatha sukhita varunaha bhutta sasane roga sukhita ho tasaha sabbe hinyanti phi sitiya janagatha sitthamantu 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 idang phalang etasmin ratanatta yasmin sambhasadana che tạ số cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cá thải. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai dạ đệ dạ ni tha phụ ta ni sama ga ta ni phẩm ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tăng đê và manu sư bố chi tăng bố thăng nam ma sa nu sư wa ti ho tu gia ni phụ ta ni sama